Cho con xin hỏi, Phật dạy rằng Niết Bàn là một trạng thái tâm. Khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, tịch diệt thì đó chính là Niết Bàn. Như vậy, khi Đức Phật nhập Niết Bàn có nghĩa là sao? Khi đó tâm Đức Phật sẽ ở đâu, về đâu? Có người bảo con rằng tâm Đức Phật sẽ bàn bạc khắp nơi. Thì có đúng không, thưa Ni Sư? Mà bàn bạc trong không gian có nghĩa là sao? Xin Ni Sư giải thích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như hỏi rằng là địa ngục ở đâu, cái vị thầy nói ông ngu dốt vậy lại đặt hỏi gì, rồi cái ông tướng ông vị đại tá nghe nói người đó có chức vụ lắm mà tới hỏi sự chứ. Địa ngục ở đâu, trời ơi tướng ngu dốt vậy mà hỏi cái gì, thì ông đại tá đó làm sao, ông rút cây súng, ông rút cây dao, ông bắn, ông định bắn. Trời, sư tu hành hả? Thì dám nói tôi là đồ ngu dốt ở định bắn nghe. Rồi sư trả lời sao? Đó, địa ngục đó. Thế là cái vị sư mới, vị đại tá nó mới biết là như vậy là tỉnh ngộ rồi. Cái dạ con xin sám hối sư. Cái vị sư nói sao? Đó là Niết Bàn đó. Đấy, con trả lời đó. Cho một tràng pháo tay. Tức Niết Bàn là cái tâm mà vô tham, vô sân, vô gì. Còn tham ăn bánh, còn tham ăn chè thì cái tâm đó còn tha là không phải Niết Bàn. Cái tâm nào mà mình tự tại, mình vô ngại thì cái tâm đó là Niết Bàn. Tâm đó bàn bạc khắp nơi chứ. Mà lâu lâu mình để cho con gà, con rắn, con heo nó nhập hồi mình học đó. Gà, rắn, heo nhập vô thì mình tham, sân, si, giận, hờn. Thì lúc đó là tâm địa ngục, tâm xúc sanh. Lúc nào tâm mát mẻ, tâm hiền từ, từ bi hỷ xả, tâm không phiền não, tâm tự tại, chỉ la, chỉ rầy mình cũng yên, bình yên, thì đó là Niết Bàn. Dạ, kính bạch Ni Sư, con tu theo tịnh độ và ước mong thiết tha nhất của con là được đến nghiệp sạch vãng sanh. Con hiểu rằng phải nhiều phước đức trong nhiều đời kiếp lắm thì một người vào giây phút cần tử nghiệp mới có thể đời nghiệp vãng sanh. Con muốn hỏi, xin thưa hỏi, một người trong các kiếp trước và ngay cả kiếp này đã làm những nghiệp ác, nhưng do nhân duyên phước báo nào đó mà lúc cần tử nghiệp được tha thị và đời nghiệp vãng sanh thì sẽ được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và điều này là bất thối chuyển, nghĩa là một khi được về cõi này sẽ tu tiếp để lên trung phẩm, hạ phẩm chứ không có trở xuống cõi giới nào thấp hơn. Như vậy thì người này không phải trả những nghiệp ác đã gây hay sao? Thưa Ni Sư, được nhân quả đâu rồi? Rồi, A Di Đà Phật. Vị này nói rằng là nếu chúng ta còn ác, còn chủng tử mà đới nghiệp vãng sanh dậy lên trên đó rồi thì cái luật nhân quả làm sao? Bây giờ nghe Sư nói nè. Giờ Sư có cái hạt nhãn. Hạt nhãn đó nếu mà nó rớt ở dưới đất, trời mưa xuống, đổ phân vô, nắng ấm, thì hạt nhãn nó làm sao? Nảy mầm, lên thành cái cây nhãn. Bây giờ nếu hạt nhãn đó, Sư treo toàn ten ở trên cái trần nhà của chánh điện này. Sư treo một tuần thì cái hạt nhãn nó làm sao? Khô. Sư treo một tháng thì nó làm sao? Khô nữa. Treo một năm nó làm sao nữa? Chốt khô nữa là treo dài nữa thì từ từ cái hạt nhãn ra sao? Teo và đến một lúc nào đó nó mất tiêu, phải không nào? Giống như cái thân của mình khi mà chết nó thành da, rồi xương, rồi sọ, rồi mòn dần biến mất khắp cả lớp. Ừ không, cũng như vậy đó. Cái đới nghiệp, đới là gì? Đới là mang theo cái nghiệp lên đó để vãng sanh. Nhưng mà trên đó nó không có nước, trên đó nó không có lửa. Trên đó mà thành ra những cái nhân duyên đó từ từ nó tiêu mất. Nó không phải là không có nhân quả, nó có nhân quả. Nhưng mà nhân quả phải có điều kiện mới phát sanh. Thích uống rượu mà phải có bạn nhậu, bạn rượu mới vô trong đây. Mà bạn rượu vô trong đây cũng thành bạn tu rồi. Là vì trong đây không có uống rượu, không có điều kiện. Cũng như vậy, chúng ta mang một chút nghiệp xấu lên.
Nhưng mà lên trên đó do cái nhân đức mình tu tập, cho nên từ từ cái nhân xấu đó nó không có duyên nảy nở và nó biến mất. Còn bây giờ cái nhân quả một chút cái xấu chúng ta còn nợ ai thì dĩ nhiên mình phải có cái phước báo. Cái phước báo đó nó nhẹ thì nó over, nó giống như là nó có những cái chuyện phải kêu bằng phủ thảo đầu địa. Phủ thảo đầu địa có nghĩa là cỏ nó lấp, nó che những cái đất ở bên dưới nhờ cái phước báo của mình. Cho nên ai lên cõi cực lạc có nghiệp một chút, có nợ một chút là kêu, nhưng mà cái báo đó, cái người mà họ gây thù gây oán của mình nó không nặng đến nỗi mà họ kéo, họ cản trở đường tu của mình. Và nhờ phước báo đó, thứ nhất nhờ cái lực của chư tăng đi và quý đồng hương Phật tử đứng xung quanh hỗ trợ, cái lực đó nó giống như cái bức tường thành rất là nặng, nó đẩy đi, thành ra cái nó tiêu, chứ không phải là không có nhân quả. Vẫn có nhân quả, nhưng mà nhờ một cái sự nhiệm màu của phước báo nó không vờ. Còn những cái nhân mà chúng ta ham chơi, chúng ta ham cãi lộn, chúng ta ham tranh giành hơn thua, thì cái đó giống như hạt nhãn nó lên đó, nó khô, nó teo, vì Bồ Tát từ bi hỷ xả rồi lo tu tập không rồi nó quên. Giống như quý vị ngày hôm nay ngồi đây tu nguyên ngày, hôm qua tu nguyên ngày, cho nên đáng lẽ giờ này mình coi phim, giờ này mình đánh bài, ví dụ vậy, thì bây giờ cái nhân của thị chùa Linh Sơn nghe pháp khiến nó tiêu đi cái duyên đó, nó là như vậy. Rồi dạ môn Phật, kính Phật Ni Sư, trước khi lâm chung chỉ cần niệm 10 lần mà được vãng sanh, vậy cần nghiệp ác ai sẽ gánh giùm? Như vậy có trái với luật nhân quả, có trái với luật nhân quả của Đức Phật không thưa Ni Sư? Đạo Phật chủ trương vô ngã, vậy vô ngã là gì? Cái thứ nhất là giống như nãy xin mới nói đó, tức cái nghiệp ác, nhưng mà nghiệp ác đó nó nhẹ, nó không phải trở thành cái oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ là cái mà nó cản, cái lực nó mạnh lắm, nó cản, nó khiến cho mình bất thành, trừ cái nào có sự nhiệm màu. Còn bây giờ những cái nghiệp ác gì mình gieo á, tức là cái này nó nhẹ và nó có một cái nhiệm màu, thành ra nó tiêu, giống như nãy sư nói đới nghiệp còn chút nghiệp đó, cho nên mình cover nó. Thành này nó liên quan với câu nãy. Còn Đức Phật chủ trương vô ngã là gì? Vô ngã là cái luật, ngã là mình, vô là không có mình. Thì rằng là ở ngoài xã hội, con nít em bé cũng vậy, nó đang cầm cái bánh mà mình giật nó it's mine, nó nhảy đùng đùng lên, nó khóc. Tức là nó, con nít chưa kịp dậy mà nó cũng đã chấp ngã và chấp ngã sở. Còn đạo Phật của mình đó là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nơi thân này không có cái gì là ta. Thì giống như sư nói đó, trong cái tứ niệm xứ dạy mình nhiều pháp quán vô ngã. Cái cô giới hương này, hay cô như chiếu, quảng chơn, hay là huệ phúc vân vân, những cái đó chỉ là những cái tên giả tạm cho cái thân này. Khi chết đi rồi, cái tên nó còn nữa không? Mình để trên bàn thờ này một thế kỷ, cho thế kỷ sau đâu có biết có ai còn nhớ mình. Cho nên cái tên hay cái thân nó chỉ là giả. Phật còn có pháp quán mà nội là quán 32 tướng, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, mình lấy từng món ra. Giống như bây giờ vua Milanda, Đức Phật, vua Milanda hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, Na Tiên Tỳ Kheo hỏi vua Milanda, cái đó là chiếc xe bò. Thế thì bây giờ tháo cái bánh ra, tháo cái cầm ra, tháo cái tay ra, tháo cái ruột xe ra, thì có mấy cái này có gọi là xe bò được không? Không. Mà ráp vô thì gọi là xe bò. Như vậy là không có cái gì là cái xe bò ở từng phần này. Đó nè, bây giờ mình cũng vậy. Nếu sư Dĩ Hương cắt móng tay ở đây thì gọi móng tay sư Dĩ Hương. Cắt móng tay ra rồi, cái miếng móng tay đó mình cầm mình còn nói của sư Dĩ Hương nữa không? Thấy mình tỉnh ra liền, nhỏ nhỏ vậy là tỉnh. Hồi nhỏ sư hay quán cái chút này mà sư tỉnh ra. Cái này là mình, tóc này là mình, nhưng mà cạo xuống rồi cầm cọng tóc móng tay thì nó hết là mình rồi. Thế là một cái mình tỉnh và vô ngã. Giờ thân thể này lấy con mắt ra, lấy lỗ mũi ra, lấy cái từng tay ra, chỉ vô, có cái nào là của sư với hương không? Không có cái nào hết, phải không nè? Tim này nó của sư với hương, chết chết rồi đó, đơ cho cái người bệnh thì cũng
không phải là sư giới dễ thương. Cho nên là vô ngã, là không có một cái ngã, không có một giới hương nào, không có. Mình nói mình thích ăn chè, cái thích ăn chè đó là phải sư giới hương không? Còn thích ăn chè đoạn hồi, thích ăn khoai, thích ăn chuối, vậy là có nhiều giới hương này. Cho nên nó cũng là giả. Khi mà mấy vị ai hỏi câu này cũng giống như Ngài A Nan á. Đức Phật nói cái tâm mà ông thích Ngài Ma Đăng Già là cái tâm của ông á. Không phải, cái đó không phải là tâm. A Nan rỡ tóc gáy lên. Ủa vậy chứ con là cây cỏ hay sao Phật nói con không có tâm? Con là thích Phật lắm nè, con ngưỡng mộ Phật, con đi xuất gia. Thì Phật nói cái đó không phải là tâm của ông. Con là thấy nàng Ma Đăng Già đẹp quá nè, con cũng rung động trái tim nè, con muốn muốn gì đó chấm chấm. Cái Phật nói cái đó cũng không phải là tâm của ông. Ngài nói như vậy là con là cây cỏ không có tâm à. Phật nói cái tâm đó là cái vọng, vọng tâm. Cái tâm đó nó theo duyên mà sanh, theo duyên mà gì không có. Cho nên tâm nó cũng không phải là tâm của mình. Tôi thích cái y này, tôi thích cái áo này, tôi thích cái mắt kính này. Những cái tâm đó không phải là tâm của chúng ta nhá. Còn thích nghe kinh, nghe pháp cũng cái tâm nó theo duyên cũng không phải là mình. Thân này cũng không phải là mình. Quý vị tưởng là nhỏ lớn mình cái thân này, chứ thiệt sự ra trình từng sát na tế bào già đi, tế bào non xanh, nó luân chuyển mà con mắt của mình nó không có thiên nhãn là thấy, chứ nó không phải là. Cho nên đạo Phật có một cái hay đó, đạo vô ngã. Vô ngã có nghĩa là giúp cho chúng ta nhận ra không có một cái gì là mình ở đây hết. Cho nên mình dùng cái thân này để mình hy sinh, mình phụng sự Phật, Phật pháp. Vậy đó. Rồi tiếp. Dạ môn Phật, kính bạch Thế Sư. Nhiều người khi bị bệnh nan y đã muốn bác sĩ giúp trích thuốc để chết ra đi nhẹ nhàng, nhanh chóng. Một số nước tỉnh đã ra luật cho phép trợ tử trong trường hợp bệnh nan y khi bệnh nhân và gia đình yêu cầu. Vậy đạo Phật chủ trương như thế nào về vấn đề trợ tử? Dạ môn Phật. À, câu hồi nãy cái câu mới thì nói có trái luật nhân quả không, thì sư xin trả lời thêm. Giống như mình còn một chút ác mà mình lên cực lạc mà mình không có chịu cái quả đó, thì như vậy là tịnh độ là mất cái luật nhân quả hay sao? Sư trả lời cái quý vị học nè. Trong tất cả những luật nhân quả, trừ khi nào quý vị giết người là quý vị phải trả quả. Còn những cái nhân quả khác nhẹ thì nhờ phước báo, tâm sám hối, tâm chí thành đều có thể tan. Nhưng mà cái mình giết người, cái mình mất mạng á, là mạng phải đền mạng. Trừ khi nào vị đó sám hối tha thiết lắm, thấy hảo tướng, thấy thoại tướng thì mới giảm. Giảm nhưng mà mình vẫn phải trả mạng người ta. À, thí dụ như vua Xà Thế phạm cái tội gì? Giết cha. Sát muối vô cái chân của cha để cho cha chết. Sau khi biết đạo rồi, hết sức tha thiết sám hối, đảnh lễ Phật, xin Phật chứng minh trên sự sám hối này tha thiết lắm, và nằm mơ thấy là Phật hiện lên, thấy là cảnh giới tốt lành hôm qua. Nhưng mà khi sao qua Xà Thế vẫn chịu cái quả là bị người giết lại, đi tai nạn, vô tình sát hại một người thì chúng ta cũng sẽ bị cái quả vô tình giết lại. Giống như nãy sư kể đường cầu Sài Gòn đó, vô tình giết thì rõ ràng bị vô tình giết lại. Còn những cái nhân quả nhỏ khác, nhờ phước báo, nhờ tâm thành sám hối, nhờ làm công quả, làm phước thiện, chúng ta hồi hướng thì chúng ta sẽ được giảm. Chứ còn cái tội giết người là một cái tội khó nhất, là phải đền mạng. Rồi, chà. Câu cổ mới hỏi cái câu nhiều người bác sĩ giúp chích thuốc trợ chết nhẹ nhàng, một số nước ra luật trợ tử trường hợp nan y khi bệnh nhân người đó yêu cầu đạo Phật. Nếu sư cũng thích cái chuyện này, chứ bây giờ nằm bệnh hoài, sư biết có vài người không nói tên, bệnh mạch bạch huyết cầu đấy,
tức là máu trắng á, mà cái vị đó nằm 2-3 năm chờ phải tính đến tiền triệu tiền tỷ của chính phủ á, mà nằm đâu có làm gì đâu, cứ bơm cái thuốc này xịt cái thuốc kia, bơm cái nọ. Sư đi thăm, đi vô cầu an, rồi đi thăm mà cầu an cho là hơn 1 năm trời. Thiệt sự trong lòng cứ nói với Phật cho đi thì đi nhẹ nhàng, đỡ tốn tiền chính phủ, lấy cái tiền này làm việc thiện hơn bạn nè. Bây giờ người đó cũng già rồi, có sống vậy cũng đâu có làm gì được đâu, phải không nè? Cho nên thiệt sự có những trường hợp trợ tử để cho giúp đi. Vì sư có học cái môn này, cái môn bữa qua sư nói thì báo cho mình được cái test ấy, thì sư có làm cái luận văn ngắn, cái essay ngắn về cái này, cho nên là gia đình nạn nhân người ta đã ký đồng ý, còn cái người đó thì hôn mê rồi, nhưng mà gia đình ta đồng ý là đại diện rồi. Mà bây giờ chính phủ một số tiểu bang cũng đồng ý, thì đối với nhà Phật như thế nào, thì đối với cá nhân sư với Hương đồng ý việc này để cho ra đi nhẹ nhàng, vì đã hết cứu rồi thì mới nói đến cái chuyện trợ tử, phải không nào? Cho nên rằng là việc này không biết đại diện những vị khác sao, còn riêng cá nhân sư với Hương thấy rằng là nên tiết kiệm tiền và để cho người đó ra đi nhẹ nhàng. Khi nói đến trợ tử tức là hết cứu rồi, nằm đó rồi, thì bây giờ rút ống cũng là một việc để người đó đi. Sư là người mà vô cầm cái ống mà xịt oxy vô đó, cầm cái ống ra vì gia đình không ai dám rút ra hết, mà nằm ngoài mấy tháng trời thỉnh vô, thì sư cũng là người tận tay cầm cái ống cho gia đình đỡ sợ đó, để rút ống cho bà đi. Thế bây giờ già quá rồi mà nằm trong đó hì hục thở tới thở lui hoài, rút rồi đi về đi trong tiếng niệm Phật vậy đó. Đấy, thì cái chuyện này nếu gia đình yêu cầu và thấy hợp lý mà nên làm mới sao. Con rồi mời cô. Cái câu sư nói là khi mà cái người trời tử mà họ muốn đi mà mình giúp cho họ đi, trong khi cái nghiệp họ chưa hết họ mới không đi được. Rồi giờ mình giúp cho họ, mình rút cho họ đi, thì cái nghiệp họ vẫn còn đó, rồi kiếp sau họ phải trả được cái nghiệp của họ không? Thường thường ta nói khi cái nghiệp mình còn mình phải trả, cái chuyện nào hết mình đi thôi, chứ mình không thể nhờ người khác mà đưa cho mình đi được, thì cái nghiệp mình vẫn mang qua kiếp sau, như vậy có đúng không? Cô nói cũng đúng đó, thiệt ra vấn đề nó cũng nan giải. Bây giờ mình cũng không biết cái nghiệp họ còn hay như thế nào, nhưng mà thường những cái vấn đề trợ tử là cái người đó nằm như vậy rất là lâu dài, nằm cả tháng trời. Như cô hỏi như vậy, quý bác trả lời sao? Rồi, mời chú. Thưa cô, khi mà mình tiêm thuốc cho người ta để cho người ta tiếp tục sống một cái thực vật như vậy, thì tức là mình đã can thiệp vào cái nghiệp quả của họ. Bây giờ mình không can thiệp nữa, mình rút ra, mình không có gì là để tự nhiên cho họ đối diện với nghiệp quả của họ. Và nếu họ chết thì cái đó là cái nghiệp quả hết. Như vậy ý của đạo phụ với cái cô này là đừng có rút ống, đừng có trợ tử, cứ để họ nằm như vậy đi. Con không nói là không rút ống, con nói là rút ống. Khi mình cho ống vào tức là mình can thiệp vào cái nghiệp quả của họ. Ý của chú này thì ngược lại cô này, sư hiểu vậy đúng không? Đợi bác. Tức là ý của chú nói rằng là tức là mình đừng có làm gì hết á, để họ tự mà đi. Còn ý của cô này nói á là mình bỏ vô như vậy thì sao? Rồi mời bác bên đây. Giờ theo ý của tôi đó, thì khi mình rút ống ra đó, là cái cơ duyên của người đó, cái nghiệp cảm giác, nó khiến cho mình đến giúp đỡ. Đó thì đó, sư là như vậy cho nên sư mới đến. Chứ không phải là mình tự ý. Tự ý thì mình mới phải trả cái nợ. Đúng rồi. Sư là như vậy, sư mới đến. Rồi cảm ơn bác là cùng ý với sư. Tức là chùa thỉnh, giống như bác này nói, chú này nói cũng đồng ý. Tức là hãy để tự nhiên, mình bỏ thuốc, bỏ men là. Cho nên thiệt sự hôm qua mình không có thời gian chứ, làm cho người ta đau khổ lắm. Người ta muốn để đi cho nó nhẹ nhàng, mà cứ cố làm cho người ta sống thêm, xăm thêm cái bổ tim thêm đồ vô, làm dằn vặt cái cơ thể, mà trong khi họ rất muốn để tự nhiên ra đi nhẹ nhàng. Thế này, cho nên thiệt sự là, thì đó, thì với Hương là theo như ý bác bên đây nói, gia đình thỉnh vô giúp giùm, thì với Hương giúp, nhưng mà với cái tâm thiện là rút ra để họ, nếu cái nghiệp họ đi thì họ đi tự nhiên, không có cần thuốc men gì hỗ trợ, mà ta đau đớn mà ta nói không được vậy ha.
Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn. À, còn gì nữa? À, cô nữa hả? Mời cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, trước đấy thì Ni Sư có nói là Ni Sư giúp người ta để lấy cái ống ra đi mà đi. Con thấy rất là về cái đại. Tại vì con thấy là những cái người mà cô lấy cái ống ra là họ nằm trong cái ventilator, họ nằm trong ICU. Khi mà nằm trong ICU vậy là bác sĩ nghĩ người ta, cái đường sống người ta sẽ không còn mong manh lắm. Và khi mình lấy ra như vậy, mình rất là nhanh đẩy mình lấy ra. Còn trường hợp khi mà nhà thương hay bác sĩ, người ta đã nghĩ là người này không có làm gì được hết, thì người ta sẽ không có đem vào trong ICU để mà cắn được cái ventilator, cắn cho ống thiệt bự vô hai cái mũi mình, rồi cái máy nó độc độc để mình nó bơm oxygen cho mình thở. Thì khi cô lấy ra nhẹ thì cái giúp cho người nó đi rất là nhẹ nhàng. Còn những cái người bác, những cái người già nằm trong nhà thương già đó, mà nằm từ năm này qua năm khác đó, thì tại vì bác sĩ thấy người ta có không làm gì được hết. Nhưng mà nó không, nhưng mà cái luật nhân đạo ở đây nó không có thể nào nó không trở thành đó để cho người ta chết không cho ăn. Nhưng mà nếu mà cho ăn thì người ta ăn phải bằng bằng cái những người họ bằng cái trip ở đây. Thì đó là cái sự tranh giải của trong của episode của về cái vấn đề mà nghe đi bay dữ lắm. Tranh luận dữ lắm. Dạ, rất là tranh luận. Hiện nay ở Quebec này cũng phải tranh luận cái vấn đề mà làm sao cho người ta, những người đó không muốn sống được. Tại vì có những trường hợp trẻ nhà bị tương tích mấy chục năm nay nằm trên giường thì người đó muốn chết nhưng mà vẫn đưa ra luật chưa có làm được. Để mấy người làm lớn khó mà mời bác. Nhức đầu và mời bác. Dạ, trước khi mình rút ống á thì mình cũng phải gọi là trợ tử trợ niệm cho ta. Mình giải thích cho ta biết là thôi cái số đã phải ra đi rồi. Thì bây giờ xin thí chủ hãy cùng tôi niệm Chú giải nghĩa hết tất cả. Khai thị đó. Sau đó rồi khi nào mình thấy người ta có thể hiểu được rồi. Thì mình rút. Cảm ơn các bác. Làm xã hội bắt rối ha, nhiều vấn đề ha. Rồi thôi, mời chú. Thưa, nếu mà người mất bệnh á, họ mê man, người thân quyết định thì không nói. Tại vì người họ không quyết định được. Còn nếu người bệnh mà họ còn tỉnh táo, họ muốn đi, thì như vậy cái sự muốn đi họ có khác gì với tự tử không? Theo đạo Phật thì tự tử là cấm. Rồi, Nguyên Tiến trả lời. Cô này cũng đang có một người bệnh á. Mô Phật, chính bản thân con có hai người thân. Đó là má con bị cancer, thì lúc đó con nhờ quý sư tới để niệm Phật. Thì sau khi mà nghe tụng kinh với niệm Phật thì má con nói là thôi cho má đi, má mệt quá rồi, tại má quá đau. Thì má con lúc đó còn tỉnh táo, chính ngày đó con biết không. Thì rút ống xong đó, thì một tuần sau bà đi. Thì trong tuần đó là kịp làm sinh nhật cho bà xong rồi bà đi. Còn tới người ăn con á, hiện tại đang nằm ở Canada này nè, ở Toronto. Thì nằm một năm mấy rồi liệt toàn thân, nhưng mà não còn sống. Thì con thấy ảnh mỗi lần mà thay cái ống, tại vì nó mổ ở đây nè, để cái ống để thở. Mỗi lần ngày nào cũng vô, đút vô, nước mắt, nước mũi chảy. Con mới nói anh con, thôi nằm như vậy đau quá, em rút ống ra đi. Ảnh lắc đầu, không nói được, nhưng mà toàn thân liệt mà không nói được, tại rút ống đây rồi. Ảnh lắc đầu. Tới lần thứ ba con nói nữa mà mỗi lần ảnh gặp con vô là ảnh trợn mắt lên giống như muốn đuổi mình đi ra, nghĩ là con sẽ tới giết ảnh. Tới tên là đi thăm đấy. Dạ, tới tên là thầy trò đi thăm đấy. Cho nên con nói chắc thôi thì cái nghiệp của ảnh, ảnh muốn trả cho hết thì cứ để ảnh nằm đó. Cho nên mình can thiệp cũng tùy duyên. Miễn làm sao là cái người bệnh an lạc và người sống an lạc. Để không thôi cái tâm mình cứ lương tâm mình rai đứt, mình chịu không nổi. Cái người chết thì cũng nó đỡ nha, cái người sống lương tâm ra nếu mà nó đau đau khổ. Cảm ơn. Cái này cái thí dụ của thứ tư này là hai thầy trò qua là sư nói qua đó, mình cầu an mình rút ống nha. Cậu nói không biết gì đâu mà cầu an sư phụ, thôi kệ cứ đi vô rồi tính tới. Nhưng mà nằm năm trời hơn rồi đấy, là thứ tư là qua Toronto giảng pháp với lại đi thăm cái vị đó đấy, anh ruột của cổ. Dạ vâng. Nhưng mà nghe cổ nói không, nằm nước mắt nước mũi mà chưa rút ống ảnh trợn mắt lên. Và cái kiểu đó đố ai mà dám mà rút ống. Rút ống mất công đi quăng quẳng mình nữa, cũng mệt mình nữa đó phải không nè. Sư cũng không có dám đâu.
tức là vô nó phải thuận nó không thuận thì ta tùy duyên tùy cơ không biết. Dạ vâng, rồi câu hỏi kế tiếp. Ác cứ làm không có sao nha, lỡ mà không làm được thì mình cứ câu hỏi cho tới giờ luôn, còn không mà thấy thì mình chuyển qua luân hồi. Mời cô. Con có xin câu hỏi không liên quan gì đến cái vụ này hết. Rồi. Mà con có coi cái video thiên sư bà Như Thủy á, trước khi lâm chung thì sư bà có nói chị giả là đọc cái kinh Lăng Nghiêm. Dạ. Vậy con xin ni sư Từ Bi giảng cho con tại sao lại sư bà lại đòi kinh Lăng Nghiêm, có thể có bao nhiêu kinh khác thì là cái gì lý do tại sao. Chú Lăng Nghiêm hay là kinh Lăng Nghiêm? Chắc chắn là thầy chú. Chắc thằng chú Lăng Nghiêm. À, tại kinh Lăng Nghiêm là mình ngồi học như vậy. Giống như nãy sư tặng quý vị cuốn luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm đấy, đó là Lăng Nghiêm là mình học. Còn mà sư bà nằm như vậy là sư bà xin trì cái thằng chú Lăng Nghiêm. Đúng rồi. Vì thằng chú Lăng Nghiêm hay lắm. Thường cái chú đó là người xuất gia trì tụng lúc 4 giờ, giờ khuya hay 4 giờ, giờ sáng. Phật tử thì thường trì tụng và đại bi hay vãng sanh ngắn ngắn. Thì còn nếu mà khai trương hay là cúng cái gì trang trọng thì đọc cái tựa đề của thằng chú Lăng Nghiêm, rồi đề tụng cái chú kết của ngũ đệ, đã a na lề thì sẽ đề ra. Thì sư bà trước khi chết thỉnh đọc cái thằng chú Lăng Nghiêm là đúng đấy, là cũng hay đấy. Vì cái thằng chú có năng lực, sư bà cảm thấy cái thằng chú nó mạnh, đủ bảo vệ sư bà, và sư bà có cái duyên với cái thằng chú, yêu cầu vậy thôi, chứ không có gì. Dạ. Mà nhất là đối với người xuất gia thì rất gần gũi với thằng chú Lăng Nghiêm. À, không biết quý bác làm sao, chứ trên xe sư chứ Hương cũng có để ngủ để thằng chú Lăng Nghiêm để nghe. Nghe tụng vậy. Thành ra nhiều khi quen với cái tụng chú đó rồi, thành ra thích nghe trước khi nghe trong cái cặn tử nghiệp để đi trong cái sự sáng lạc, đơn giản là vậy. À, cảm ơn cô. Rồi, rất quan hệ. Bây giờ chưa có thì mình cứ vô cái tiết mục câu hỏi đi. Cái đề tài này nó hay lắm mà mình giảng không có tranh. Ngài là họa sĩ mà không có tranh sao mà biết vị được tình rồi hưởng thức ba. Thưa đi sư, giống như câu hỏi của cái chị này thì yeah. Theo con biết á, thường thường á là ai cũng muốn xâm về tình độ, tại khi lúc nào cũng đọc kinh Di Đà hoặc là niệm chú Di Đà để về tình độ. Nhưng mà con thấy đã nhiều lần con tới chùa Tây Tạng, mấy sư Tây Tạng thì trong lúc cúng hay trong lúc cầu siêu họ cũng đọc kinh Diệu Sư hết. Dược sư mà giới dược sư với đà đó thì đến về đông phương với tây phương theo con biết thì bây giờ mình mọi lần thường người dân mình luôn luôn là cầu Di Đà để về Phật Di Đà. Mà bây giờ sao mà bên chùa Tây Tạng con đi nhiều lần cũng nhiều lễ thì con thấy là họ chỉ đọc sư dược sư nhiều cho lễ gì tấm ma dễ cầu siêu. Tấm ma cầu siêu dùng dược sư. Dạ, dược sư bên chùa sư Tây Tạng. Đúng rồi, vì sư có tiếp xúc với sư Tây Tạng và cách đi các chùa thì Phật dược sư rất nhiều, nhỏ thờ rất là nhiều, mà lễ dược sư rất là nhiều. Thì vì sao quý sư Tây Tạng dùng cái dược sư thì cái này sư nghĩ là nhiều khi các ngài có duyên với Phật dược sư. Phật dược sư thì chúng ta biết trị bệnh Phật A Di Đà là vãng sanh, và hai vị một bên phương Đông với một bên phương Tây. Cho nên cái sơ đồ 10 mẫu của chùa Hương Sen á, sư vẽ dược sư á, tượng dược sư mà chúng ta đang kêu gọi á, thì xoay mặt về hướng phương Đông, Phật A Di Đà thì ngồi đây xoay mặt về hướng phương Tây. Đấy. Thì cũng là thiệt sự nói về tướng. Này là mình vô cái triết lý đại thừa rồi đó nhé. Dạ, mình vô triết lý đại thừa. Nói về tướng thì mỗi vị Phật có một cái nguyện và mình theo cái nguyện đó. Nhưng mà nói về tánh thì tất cả đều là một. Khi giải thoát giống như là cái chuông này là cái điểm đến nhé. Đường này cũng đến cái chuông được.
đường này cũng đến cái chuông được. A Di Đà đi phương đông đến, Dự Sư đi phương đông đến, Na Điên Tây đến, rồi Mật Tông, rồi Thiền Tông, rồi Nguyên Thủy, rồi qua đường nào cũng đến một biển. Tuy nhiên dùng tạm dùng cái danh từ, tạm dùng cái phương tiện để thuận với lại cái sở thích, thuận với cái khả năng, thuận với cái năng khiếu của chúng sanh, nó thích đi cái nào. Nhưng mà thiệt sự đến nơi rồi nó là một thể thôi, chưa có thành Phật đó, thì ở đây có Phật này Phật kia, người nhiều người. Nhưng mà thành rồi thì tất cả 80 người, 100 người với sư với hương là một thể. Sư nói vậy nhận không? Cho nên chúng ta thì cho nên cái cuốn mà Pháp Ngữ trong kinh La Kim Cang này rất là hay. Nhiều bác tu thiền, đây là phá tướng đây. Cái gì đây? Phàm sở hữu tướng, giai thị hướng, hư vọng. Tức là tất cả danh từ tạm dùng có Dược Sư, tạm dùng có A Di Đà, tạm dùng có Quan Âm, rồi tu theo từng người, nhưng mà khi đến cái chuông, đến cái điểm đều là giống nhau. Cho nên rằng là theo cái kinh Kim Cang này, chúng ta đừng có nặng vào danh từ. Quan trọng là còn thở không biết bao lâu, cho nên phải còn thở, quan trọng là thực hành đi. Thực hành rồi một ngày nào đó cái ly của mình nó trong rồi, mình sáng ra rồi, thì mình thấy mình cũng là Di Đà, mình cũng là Dược Sư, mình cũng là Thích Ca, mình cũng là Địa Tạng. Dù rằng là mình tu một pháp môn, quý vị hiểu chuyện này ha. Cho nên đừng mất thời gian vào những cái đó không sao. Vì các ngài, nhiều khi các ngài giống như cô Như Thủy, Ni Sư Như Thủy thì thích nghe cái thần chú Lăng Nghiêm. Còn ở bên đây, bên quý sư, cô nói đúng là sư có tiếp xúc thích cái chuyện, thích cái chú của Phật Dược, Dược Sư. Đó là phương tiện thôi. Giống như mình dùng muỗng nhỏ, muỗng vàng, muỗng trắng cũng được. Nhưng mà điểm đến thì nhớ nhiều nhà trẻ nhé. Rồi, câu kế tiếp. Nam mô Phật, kính bạch ni sư, nếu con ở nơi không có chùa và không có tăng ni thì con phải đọc kinh nào cho thân nhân trong thời gian cần tưởng niệm để giúp người đó được vãng sanh tốt, kính bạch ni sư? Nếu người đó tu trên tịnh độ mà không thỉnh sư với hương hay thầy đến được, thì người đó mà có kinh không? Có kinh thì người đó nên tụng A Di Đà. Sư mà đi khai thị là không phải nhào, không phải vô cái tụng liền đâu. Sư phải giải nghĩa cái kinh Di Đà cho hương linh nó nghe đã. Nhất là cái hương linh đó hồi đó đến giờ không có biết ông Phật là gì, không có biết A Di Đà là gì, cái vô tụng liền là họ không hiểu gì hết. Tại mình hiểu, họ mới nương cái hiểu của mình mà họ đến. Vì hôm qua sư nói đó, họ mình muốn mời họ ăn, họ phải nương cái tưởng của mình họ mới ăn. Vì họ không phải là người đời đâu, người nhục thể đâu, mà thấy tự hiểu. Cho nên bây giờ muốn cho họ về cảnh lễ cực lạc thì phải nói cho họ biết. Bao giờ sư cũng giải thích, trước khi sư kêu tăng quyến giải thích kinh A Di Đà, cõi đó nó vậy, nó khác môn trêu ra là cái gì, là nó không có đèn đỏ đèn xanh, nó không có bệnh viện, nó không có cái này kia, mà đất nó không có đen. Rồi gió mà thổi lá cây bay thì nó phát. Cho nên thôi bây giờ hết nhân duyên với môn trêu rồi, thì bây giờ ông phát nguyện về đó đi nhé. Hương linh phát nguyện về đó, quý thầy quý sư bây giờ tụng đây, nương cái này để về. Mình nói như vậy họ hiểu rồi, họ nương mình nói về. Chứ mình nhào vô cái mình làm liền, mà nhất là mấy người mà tụng Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật Tại Xá Lợi Quốc này kia nữa, mà họ chả biết cái âm tiếng Hán gì, là họ không biết mình đọc cái thần chú gì nữa, phải không nè? Cho nên phải make sense, tức là mình phải khai thị cái kinh đó họ nương. Ngoài cái kinh đó còn cái kinh đó là tiện nhất hạn, vì ngắn gọn trong lúc cần tưởng nghiệp. Mà nếu không có kinh đó thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải có cái khai thị. Cái khai thị quan trọng, giống như đạo hữu hồi nãy nói nè, rút ống đi nữa cũng phải khai thị, để cho nó đừng có nổi sông lên rồi mất công nó làm con rắn con rết, rồi nó đi tìm mình nó chích nữa, phải không nè? Nó mệt mình nữa đấy, vì mình làm tốt mà nó không hiểu, phải không nè? Đó, cho nên làm cái gì cũng khai thị. Ở nhà chùa cẩn thận lắm, quét lỡ mà con kiến nhưng mà đạp thì cũng phải đứng chút xíu để khai thị cho nó, để nó đừng có nổi sân si, nó cho nó thông cảm, nó hiểu. Nhổ chặt một cái cây cũng phải xin phép hết,
mình cẩn thận cái tâm linh như vậy là con người của mình nó đức độ lắm, con người của mình nó thành tựu lắm, nó không có bệnh lặt vặt, là vì mình không có bị những cái phá lặt vặt, thấy không nè, nó thành tựu lắm, đến đâu của ta cũng thương, đến đâu cũng thuận lợi, vì mình cẩn thận cái, mình cẩn thận trong cái lời nói, trong cái hành động lớn nhỏ của mình. À, bác mà làm không được cũng không sao, số muốn là làm sao tới nữa để giảng đề tài này rồi đây. Rồi, tiếp tục. Nam mô Phật, kính bạch Ni sư, cho con xin thưa thọ Bồ Tát giới gồm có bao nhiêu giới? Một khi thọ Bồ Tát giới rồi, mình có xả giới được không? Một khi thọ Bồ Tát giới, mình lỡ phạm giới thì tội nặng hơn một người không thọ phải không? Mục đích thọ Bồ Tát giới để làm gì? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Hay lắm. Ai biết Bồ Tát giới tại gia có bao nhiêu giới trọng, bao nhiêu giới khinh? 6 giới trọng, 28 giới khinh. Bồ Tát tại xuất gia có bao nhiêu giới trọng, bao nhiêu giới khinh? 10 giới trọng, 48 giới khinh. Đúng rồi, Bồ Tát tại gia là được học giới trước rồi thọ. Cho nên quý bác lên Google đánh Bồ Tát giới tại gia có hết. Mà quý bác đánh Bồ Tát giới tại gia thích nữ giới hương thì nó có bài giảng, sư giảng nói thật cỏ đó. Thì thọ rồi mình có xả giới được không? Chuyện gì phải xả là vì giữ giới. Giả tỷ như là mình giữ được giới nào hay giới đó, trong năm giới cũng vậy, không bắt buộc chúng ta phải giữ hết. Giới nào mình giữ được, nó mô Phật con giữ được. Giới nào chưa giữ được, im lặng, mai mốt có duyên giữ tiếp. Như vậy mình giữ được giới nào là mình deposit được một số tiền rồi, có ít cũng hơn là không, còn có. Vì vậy mạnh dạng thọ giới đi. 28 giới trọng, 28 giới trọng, và xin lỗi, 6 giới trọng và 28 giới kinh. Thành ra mình giữ được giới nào trong đó giữ. Mà những cái giới đó rất là dễ, không có khó quý bác. À, vì hôm nay không có cái đề tài này, thành sư không có chuẩn bị. Chứ sư có đem theo qua Montreal này, để nhiều khi ai đề cài cặp đề tài đó thì sư giảng. Tức là 6 cái giới trọng đó là 4 giống như 5 giới của mình á. Nhưng mà thay vì uống rượu thì đừng có bán rượu. Lý do là Bồ Tát là thương chúng sanh hơn là thương mình, thương người khác hơn là thương mình. Mà mình để cho người khác say rượu rồi bỏ bê nhà cửa thì mình không phải là Bồ Tát. Thành ra giới Bồ Tát là tập cho mình trưởng dưỡng cái tâm của mình, nuôi dưỡng cái tâm của mình, yêu thương người xung quanh nhiều hơn. Giống như nãy xin nói quy y cho mấy con thú đó, là tập cho mình thương con súc vật nhiều hơn. Mấy bữa mình thương, mình vuốt nó, mình cho nó đồ ăn, cái đó thì chỉ lợi ích chút xíu thôi, mai mốt nó cũng chết. Nhưng mà nếu mình quy y cho nó, mình chúc nguyện cho nó, thì tương lai nó gặp Phật pháp tâm, thì cái đó lợi ích lắm, lâu dài. Cho nên khuyến quý bác đừng nghĩ rằng là thọ giới rồi, lỡ phạm giới thì tội nặng hơn người không thọ, phải không? Đừng nghĩ như vậy. Thọ giới rồi mà lỡ phạm thì mình bạch với Phật xin sám hối. Lỡ vô minh mình phạm thì ông xin sám hối. Tội từ tâm khởi, tội từ tâm sanh, tâm sám rồi thì tội liền tiêu. Cho nên cứ mạnh dạn thọ giới, sư là ráng lắm. Cho nên sư cũng độ người già, đệ tử sư là mười mấy cô, trong đây là cô Yên Từ là trẻ nhất đấy. Còn có nhiều người già lắm, Cú Đế 70 mấy tuổi, 80 tuổi, cô như chiếu của nó nhà, trong thấy cái hình đệ tử sư có nhiều cụ già. Nhưng mà vẫn độ là lý do người ta vô chùa ta đắp cái y, tụng kinh, làm phước thì một chút cũng đỡ hơn. Vì ở trong chùa một ngày là công đức vô lượng, có thể độ cha mẹ 7 đời 7 kiếp. Quý vị cứ nghĩ là ở nhà dâng chén cơm dâng cho mẹ thiết thực hơn. Nhưng mà cái đó chỉ có lợi ích trong hiện tại, trong vài ngày. Còn vô chùa đắp một cái y tụng kinh 7 đời 7 kiếp, cha mẹ kiếp vừa qua, kiếp trước đó nữa, kiếp trước nữa, 7 kiếp trực tiếp, thương tội. Cho nên rằng là thọ giới Bồ Tát ấy, là giữ cái tâm nuôi dưỡng mình. Thành ra ít
đi nữa còn hơn là không có gì. 28 giới kinh rất là dễ. Kính trọng thầy tổ này, chả để thấy sư với hương thấy thầy với bác kính trọng không? Kính trọng nó làm được một giới rồi đó. Dù cho quý thầy quý cô có làm gì lỗi thì và quý thầy quý cô có giới luật của quý thầy quý sư cô sám hối, mình đừng có đi nói xấu hay nói gì, cái đó mình làm được chứ phải không? Vậy là mình được hai giới rồi. Nghe có pháp ở đâu tới nghe để mình trưởng dưỡng đạo tâm của mình cũng được nè, rất là dễ. Cho nên rằng là khuyến khích tất cả quý bác nên đi thọ giới, giữ ít giới còn không, giống như mình giữ được ít tiền hơn là mình không giữ đồng nào. Nhất là quý bác là tại gia là mình được có cái khả năng thọ được cái đó. Còn nếu quý bác phải xuất gia thì mấy bác mới thọ được cái giới của người xuất gia. Mà Đức Phật bằng trí tuệ Ngài đã cho thấy rằng rồi, tại gia mình đeo được 4 cái vòng châu ngọc đó, vòng thứ nhất 5 giới, vòng thứ hai 8 giới, vòng thứ ba thập thiện, vòng thứ tư là Bồ Tát giới. Không đeo chỉ uổng mà lại thích đeo cái lắc rồi đồng vàng rồi kia chi cho nó uổng. 4 cái vòng này đeo vô ha, là quý bác coi như nhân cách cao thượng, sống đời đời vĩnh viễn bền vững về cực lạc. Mấy cái giới này mà giữ trọn vẹn về cực lạc là vàng ngọc biết là bao nhiêu, mà mình không có coi quan trọng nữa, cái tâm là quá quan trọng vậy nhé. Cho nên khuyến khích đi tỏ phải gần sư với hương sư cũng mới mở đàn giới tại gia Bồ Tát giới, tại gia với tập thiện đấy. Email liên lạc bây giờ ai muốn cho cái tờ giấy ghi xuống, nhất là những vị có email con cho tờ giấy chuyển xuống, quý bác cho điện thoại email địa chỉ, thí dụ có giới đàn hay cái gì đó thì sư click qua cái email là tất cả cùng nhận, thì biết đâu qua nó thọ giới được, phải không ạ? Nhưng chiếu con chuyển tờ giấy với cây viết á, vậy nào muốn ghi thì ghi ha. Con chuyển cái tờ giấy với cây viết đó con, để một hồi với vị nào, nhất là mấy vị mà có email á, sư thông tin gì là sư click qua rồi cho những cái thông tin thọ giới đó, vừa đi qua thăm bên Cali rồi thăm các chùa mà vừa viết tên, viết địa chỉ, viết điện thoại, hay là con đưa giấy mỗi người viết rồi đưa lên cho sư để mình giữ cái giấy, để có giới đàn hay khóa tu mà được qua Cali thì mời thọ ha. Rồi tiếp. Dạ mô Phật. Kính bạch ni sư, con không tin có ma quỷ, con nghĩ là ma quỷ là lương tâm của người sắp chết hiện ra những hình ảnh đó vì họ lo chết. Vì họ lo chết, tâm ma, tâm quỷ là lương tâm người sắp chết hiện ra. Trời, cái người này dám nói thì sư không dám nói cái chuyện này là tối nay hơi ngại đó nha. Và cái người này mà ngủ một đêm là hơi ngại đó. Thật sự ra ma quỷ là mình là tâm ma, tâm quỷ. Học trò thì nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Tức là tâm mình mà quậy phá thì cũng là tâm ma, tâm quỷ. Nhưng mà nói ma quỷ có thật hay không á, thì rõ ràng là nó có ma quỷ thiệt, phải không nè? Cho nên khi ma nó đẩy qua, các cũng kêu rột rẹt, cho mấy vị đó đi vô cái nhà có ma, ngủ một đêm là biết có ma hay không có ma liền nè, phải không nè? Với lại, nhưng mà điều chúng ta học kinh Đại Thừa thì chúng ta biết như vậy, cái cuốn mà sư với Hương tặng quý vị đó, Luân hồi trong lăng kính lăng nghiêm, chương thứ 9 hay sao, nói về 7 cảnh giới. Trong đó, được chưa? Trong đó có một cảnh giới, gọi là cảnh giới với ma. Thì ma đó, do cái tâm mình động, cái vị mà nói câu này có hai ý. Thứ nhất là người bình thường không tin có ma, người vô thần không tin có ma. Ý thứ hai, nói về đạo Đại Thừa đó, thì tâm giác ngộ thì ma biết, bị ma. Phải không nè? Đấy, ủa giờ được rồi đó hả? Được rồi mà sao hiện ra chưa? Clip vô. Ra chưa? Hay quá ha. Cho một tràng có tay. Cảm ơn hai người. Cảm ơn người đã hỏi đi. Con hỏi hết chưa con? Cũng còn ha. Còn bao tờ? 3-4 tờ. Rồi, chuyển giấy xuống, quý bác cứ viết tên, địa chỉ, tên với lại điện thoại với email, nhất là email nha, để mà
sư bỏ vô cái mail list của sư đấy, không có thiệt thòi gì hết, là thông tin cái gì cho hay. Rồi, cho nên là nói về Đại Thừa đó, tâm mình động thì ma hiện, mà tâm mình giác ngộ thì ma biết, biến mất. Nhưng mà về hiện tướng, rõ ràng có những người không siêu thoát, hiện lên chuyện ma rất là nhiều, không có thời gian kể. Giống như nãy sư nói chuyện tái sanh đó, là mười mấy câu chuyện là cũng rất nhiều ma. Ngày mai sư cũng kể 2-3 câu chuyện, nó cũng dính đến chuyện ma trong đó đó. Ai hỏi câu này, ngày mai nhớ đi nhé. Từ 3 đến 5, nằm về, thành đặc vật. 2 đến mấy giờ? 2 đến 5, nằm về. Ngày mai quý bác có đi không? Có. Chà, giỏi dữ vậy đó hả? Coi như trọn có tu luôn đó ha. Cho ông chồng phát tay, giỏi. Rồi bây giờ thì mình học rồi cái khúc cuối rồi mình câu hỏi tiếp nha, còn 2-3 câu hỏi thôi. Rồi, mời vợ. Chà, hay quá ha, vị này hay ha. Ờ, sao vậy đây? Rồi. Ờ, thấy rõ không? Rõ. Rõ vô quang bên nha. 66 slide. Rồi, cái này là vòng. Sao mà sư bỏ được cái bên nhỏ này? Bên nhỏ này sao? Phải này không chú? Phải không? Cho nó bự ra đấy. Ờ, bên này bự rồi hả? Vậy là sư... À, next slide. Rồi, bên đó bự rồi phải không? Ờ, ok, vậy là tốt rồi. Rồi, đứng gần nha. Ha, dạ hay quá, 2 giờ. Rồi, bắt đầu chúng ta. 12 nhân viên hồi sáng có một cô Phật tử đọc đấy, là 12 cái nhân viên này. Thì 12 cái này á, 12 cái này á, cái này nút dừng. Ờ, này đi qua. 12 kìa. Là 12 cái vòng nha. Rồi, con quỷ vô thường đây. Sư muốn dừng nó là sư bấm ở đâu để dừng? Nó có cái pho. Tại vì máy của người khác là nên mình không có biết đấy. Rồi. Nó đi. Ôi cho nó đi nhanh quá nè. Nút pho chỗ nào? Nút dừng ấy. Nút dừng. Dạ tỷ sư muốn dừng cái này để sư giảng đấy. À, thấy rồi, đây. Trời, mấy bác ở dưới đó ngó dùm nhé. Rồi, dừng rồi phải không? Cái bức tranh này sư có to lắm, nhưng mà tại Canada đi xa quá mà hai thầy trò giác năm thùng rồi, thành ra không còn cái chỗ nào mà giác nữa hết. Tức là có cái bức tranh này rất là to như thế này. Ở đây nó hơi nhỏ nhé. Nhưng mà mấy bác nào đã thấy cái bức tranh này chưa? Thấy rồi, ở chùa, thường ở chùa hay treo đó phải không? Đúng rồi ha, thấy cái bức tranh chưa? Ô, ai có cuốn sách đó đó? Ai có cuốn sách đó? À, dòng luân, luân hồi. Ai có cuốn sách vòng luân hồi mà có vẽ cái bản đầu tiên đó? Rồi, lấy cuốn sách này ra nha. Đây là mình đang học đây, nguyên một cuốn sách này. Bây giờ sư hướng dẫn cho mình học 2 tiếng về cái này. Còn luân hồi, đây nhé, là mình đang coi cái bản vẽ của con quỷ này, là gọi là con quỷ vốn vô thường. Nhớ nhà mình đang ở trong cái vòng lửa đỏ của con quỷ vô thường này. Rồi, à, quý vị, mấy bác thấy cái đuôi của con quỷ vô thường không? Cái đuôi đang coi cái bìa nha, cái đuôi của con quỷ vô thường. Và chung quanh này là lửa đang đốt cháy, con quỷ vô thường đang bị đốt cháy, lửa vô thường bị đốt cháy. Chúng trong đây cái vòng chính giữa này á, vòng chính giữa, đây là cái vòng này là vòng chính giữa này, vòng trung tâm đó. Vòng trung tâm á, mà nhìn kỹ ra một hồi chúng ta coi để đó, thì có con gà, con rắn và con heo. Con heo là tượng trưng cho si mê. Con gà hay là con bồ câu tượng trưng cho ái nhiễm. Con rắn nãy giờ chúng ta học là tượng trưng cho sân.
Vòng thứ hai, quý bác thấy ở đây là vòng thứ hai màu trắng, là tượng trưng cho nhóm chúng ta Phật tử nam, Phật tử nữ, tỳ kheo, kheo ni. Bên đây vòng đen là tượng trưng cho người làm ác, không biết đạo, không biết lương tâm đạo đức. Rồi bây giờ vòng thứ ba là sáu cõi đây. Sáu cõi đây, xin nhích mũi tên vậy, quý vị có thấy mũi tên chạy không? Không hả? Địa ngục nè, ngạ quỷ, tức là sáu cõi. Thì á, tại vì nhìn không rõ, nếu quý bác nhìn rõ mới thấy, bác thấy cái màu trắng này nè. Ở màu trắng nha, nó có một cái đường chỉ nó đi ra khỏi cái lửa này. Đây. Nè, sư đang chỉ nha, màu trắng. Hồi nãy sư nói màu trắng á, là tỳ kheo ni, Phật tử nam, Phật tử nữ. Nó đang bị lửa sanh tử, sanh trụ, dị diệt. Lửa mà già chết á, đang bị lửa đốt. Lửa mà lá xanh rồi lá vàng rồi người trẻ chết, thì chỉ có cái nền trắng này nó mới có một cái con đường nhỏ xíu để đi ra trên đây, đi ra lên đây có Đức Phật A Di Đà đưa tay rước nè. Đấy, tức là để mà giải thoát cõi trời không thể giải thoát được, để mà giải thoát ở địa ngục không thể giải thoát được, để mà giải thoát ngạ quỷ bàn xanh không dễ được đâu. Chỉ có loài người chúng ta mới có một cái con đường nhỏ để đi ra cái lửa này không? Đấy, coi để cho mình biết quan trọng như vậy. Vì cái loài người mình á, sở dĩ đi ra được là vì mình có thể giữ giới, mình có thể nghe pháp mình hiểu, mình có thể ngồi thiền, mình có thể phát sanh trí tuệ, mình có thể biết nhiều pháp tu để mình đi ra cái này. Còn cõi trời họ chơi sung sướng quá, họ hưởng thụ sung sướng quá, họ không có ra. Cõi Atula tối ngày coi ganh lột, tranh đấu nhau ai thắng ai thua, hạ đạp lẫn nhau vân vân, không có để ý chuyện giải thoát, cho nên họ bị cái lửa vô thường đốt. Cõi súc sanh, con gà, con rắn, con heo, tối ngày nó lo nó đi kiếm ăn rồi nó sát hại lẫn nhau, người lớn thì hại nhỏ, có phúc thì hại người không có phúc vân vân, hại lẫn nhau, cho nên nó cũng không giải thoát được. Địa ngục thì nó khổ quá trời đi, sáng đêm ngày tối nó khổ, thành nó cũng không biết cái phương pháp tu. Cho nên học cái này chúng ta sẽ thấy rằng là cái cõi trắng này có một con đường nhỏ mà chúng ta có thể đi ra. Rồi vòng ngoài cùng này là 12 nhân duyên, vòng ngoài cùng này là 12 nhân duyên. Đức Phật giác ngộ cái 12 nhân duyên này, nó tạo ra sáu cõi này. Sáu cõi này là từ cái tâm trắng và tâm đen, mà tâm trắng tâm đen này là nó từ tham sân sân si. Quý bác nhận ra chưa? Nói lại nha. Đức Phật giác ngộ 12 nhân duyên này là nó tạo lên cái dòng sanh tử, nó dòng lên tái sanh. Do 12 nhân duyên này mà có sáu cõi. Sáu cõi này là từ cái tâm trắng và tâm đen, tức là thiện và ác. Tâm thiện, tâm ác này là do chúng ta nuôi con gà, con heo, con rắn nhiều hay là ít. Chỉ có cõi người này chúng ta mới thoát khỏi cái vòng này. Con quỷ vô thường nó có hai cái mỏi tay nè, nó có hai cái chân nè, bốn cái này nè, nó có răng nanh nè, nó đeo cái vòng luân hồi này. Và nó có đó, tức là cuộc đời của chúng ta, cả vũ trụ của chúng ta, heo, gà, vịt, địa ngục, quỷ, trời kia đều nằm trong cái lửa của trời. Tức là dù cõi trời sống có 5 năm, sống có 5 triệu năm đi nữa, 500 kiếp, 5 tỷ kiếp đi nữa, rồi nó sẽ chết vì nó bị cái lửa vô thường. Cho nên tiếng Anh gọi là the wheel of life, hoặc là the cycle of life, tức là vòng bánh xe của cuộc đời của mình, cuộc đời của trời và cuộc đời của nhiều loài đều bị lửa vô thường đốt cháy. Với bác thấy màu đỏ đó là tượng trưng cho lửa vô thường đốt cháy, mà chỉ có một mình từ cái cõi trắng này có một đường kẻ để đi ra thôi. Rồi đây, cái này thì sư minh họa bằng cái chữ dễ thấy hơn ha nè. Cái chữ nó là bằng sân nè, tham nè, si nè, nghiệp lành nè, nghiệp ác nè, địa ngục, phàm sanh, người, trời, Atula.
và 6 vòng. Rồi bây giờ mình vô cái vòng trung tâm nhé. Cái vòng trung tâm là thấy dễ, con bồ câu nè, con bồ câu nó cắn con rắn nè, con rắn nó cắn con heo nè, con heo nó cắn con bồ câu. Ba con này ở đây có ai nuôi không? Có không? Có ai nuôi ba con này không? Có. Có nuôi không? Nuôi nhiều con hay ít con? Ai mà tham nhiều là nuôi, nuôi nhiều. Ai mà sân nhiều, giận nhiều, hờn nhiều, thầm len nhiều, than phiền nhiều là nuôi con rắn nhiều. Ai mà làm biết không chịu ham học hỏi, dơ giấy này kia vân vân, tức là người đó nuôi heo, heo nhiều. Đấy, Đức Phật nói sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta nuôi ba con này rất là nhiều. Trong một cái cuốn kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như vậy: tỳ kheo không ngủ được là vì đêm nay mình có một con rắn ở trong lòng, cho nên không ngủ được để quán chiếu, để cho con rắn nó đi. Cho nên chúng ta thấy rằng là có những vị tỳ kheo rất là tinh. Ủa, cái nút gì đó đâu? Có những vị tỳ kheo rất là tinh, tinh tấn suốt đêm để mà tu, không vâng. Quý vị nào có sách á, mở cái trang số 2, mở trang số 2. Đọc cái đoạn cuối cùng nhé. Thưa Môn Phật, ở Tây Tạng và Bắc Ấn, mỗi khi nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết trắng xóa bao phủ lạnh như cắt da, cuốn buốt xương. Người dân Tây Tạng hiểu rằng cuộc sống của họ thật mỏng manh và liên tục bị hâm dọa với sự giận dữ của thiên nhiên. Thế nên từ nhiều thế kỷ họ đã thường tu tập thiền định và quán tưởng về sự vô thường, luân hồi và cái chết. Tất nhiên cuộc vô thường của sự chết thường là đề tài trung tâm cho những buổi thiền quán đều đặn ở mỗi buổi sáng và chiều trong đời sống hàng ngày của họ. Tây Tạng có câu Tây Tạng có câu rằng là nếu mà bạn không quán về vô thường, không quán về cái vòng luân hồi này buổi sáng thì phí một ngày buổi sáng. Nếu bạn không quán về cái vòng luân hồi này trong buổi trưa là bạn phí cả một buổi trưa. Nếu bạn không quán cái vòng luân hồi này vào buổi tối thì bạn phí một buổi tối. Thấy chưa? Thấy ta tu tập chưa? Cho nên á, cái này rất là căn bản, cái này rất là căn bản. Là vì mình thấy luân hồi hay tái sanh tiếp nối, là bữa nay mình đang học cái nguồn, cái hồn gốc, tức là từ con gà, con rắn và con heo. Ba con này vì sao nó cắn đuôi nhau? Quý bác thấy nó cắn đuôi lẫn nhau không? Nó cắn đuôi lẫn nhau. Vì sao nó cắn đuôi lẫn nhau? Vì muốn mà không được thì sao? Sân. Mà hỡi có sân chứ có tham thì là có xin. Yêu chỉ đó quá mà yêu không được thì hại chỉ. Ba má không cho cưới thì tạc khắc xin chỉ giết chỉ, giống như thủ đó. Thủ mà không được thì hại. Mà khi có hại, có sân rồi thì ở trong đó chúng ta có nuôi con heo. Nuôi con heo thì nó dơ giấy, nó đen đúng. Tại ở đây chúng ta đang nói về từ Ấn Độ. Heo ở Việt Nam hay heo ở đây được nuôi tắm rửa cho heo Ấn Độ là thả rong á. Nói thuộc dạng thả rong. Thả rong chứ không có nuôi. Rồi nó đi tới mấy cái thùng rác, mấy cái bãi rác, nó bơi rác gì nó ăn, thành nó rất là dơ, dơ giấy. Thời Đức Phật là con heo như vậy đó. Còn Việt Nam mình thì heo được nuôi cho ăn đồ máng, cho tắm, rồi cho ở trong chùa. Chứ heo Ấn Độ là loại dơ giấy, thì Phật tượng trưng cho cái tâm của chúng ta dơ giấy mà nó đần độn, nó chỉ biết ăn là ngủ thôi, chứ nó không có biết trí tuệ. Cho nên ba con này cắn đuôi nhau, không ngừng hoạt động trong tâm, kích thích chúng ta tạo nghiệp để quay tạo thành cái bánh xe này. Phật nói hay không? Chính ba con này nó kích thích ở trong tâm những người mà yêu quá hay sân quá hay si quá hay hờn quá heo thì bao giờ cũng tạo những cái nghiệp hết.
từ cái tạo nghiệp đó nó ra nghiệp lành, nghiệp dữ. Lành dữ nó ra sáu đạo. Sáu đạo này nó do cái 12 cái nhân duyên nó xoáy, xoay chuyển. Mà nếu mà mấy bác thấy ba con này nó vẽ trên cái nền màu gì đó, nhìn thấy không, cái nền màu gì đó? Trắng. Màu trắng, nhưng mà nền trắng tại vì tranh màu á, tranh màu bên kia tức là cái nền máu, màu xanh. Màu xanh nghĩa là xanh này là xanh huyễn, huyễn vọng. Huyễn vọng có nghĩa là cái tham nó đang làm chủ mình, cái yêu nó đang làm chủ mình, cái tức giận nó đang làm chủ mình. Nhưng mà nếu mình tu tập, mình quán niệm thì ba con này nó sẽ biến, biến mất. Vì vậy nó hùng mạnh như vậy, nó tạo cả một bánh xe như vậy, nhưng mà nó là giả, giả huyễn, nó sẽ tan. Mà ba con này là gốc luân hồi, nhưng thể chất nó là hư vọng, tỉnh là tan ngay. Quý bác có tin cái chuyện này không? Phải không nè? Hôm qua chưa biết đạo, cho nên chỉ mà nói đụng đến mình á, là mình làm dữ liền. Nhưng mà bây giờ mình biết đạo rồi, mình hiền, thì tự nhiên cái tâm làm dữ, cái tâm sân hận nó biến mất. Phải không nè? Cho nên mình ngu si á, thì nó mới làm mạnh lấy mình. Nhưng mà mình tỉnh rồi thì nó biến mất. Rồi, cái vòng kế tiếp là cái vòng nghiệp. Quý bác thấy cái màu trắng không? Vẽ cái gì biết không? Đây, vẽ đây là cô Như Chiếu nè, đây là chú Huệ Phúc nè, đây là sư Giới Hương nè, đây là thầy Quảng Duệ nè. Đó, tức là mình vẽ bốn chúng ở trên cuộc đời này, tức là tỳ kheo ni ưu, bà tắc ô bà di. Còn ở bên đây vẽ màu đen, mà nếu mà nhìn kỹ quý bác sẽ thấy những cái hình này là những người trần truồng không có quần áo, ngã nghiêng tới lùi. Ngã nghiêng có nghĩa là sao? Bên thiện là quý bác biết rồi, thiện là bốn chúng tu tập ở cõi sáng, cho nên từ cõi sáng này nó có một cái đường kẻ nè, đường kẻ này để đi ra, nó có một cái đường kẻ ra. Chỉ có cõi người của chúng ta mới có một cái đường kẻ để đi ra. Còn bây giờ cõi xấu á, là cõi đen á, trần truồng là sao? Trần truồng có nghĩa là không biết xấu hổ, làm ác mà không biết mình làm ác, mà hên hoan tự cao cho cái ác của mình. Ví dụ buôn bán mình cứ nghĩ mình lương lẹo, mà lấy tiền nhiều càng tốt, rồi mình về khoe với con cháu mình là mình khôn, cho nên mình được tiền nhiều. Trong khi đối với nhà Phật, nếu chúng ta lương lẹo mà lấy tiền nhiều như vậy thì cái đó là một cái tội trộm cướp, một cái tội bóc lột. Cho nên rằng là làm xấu mà không biết mình làm xấu, giết người ghét gì đó với giết người này giết người kia, hoặc là Phật còn nói cụ thể, vì con vì cháu vì chồng mà luộc gà luộc khóc hoặc luộc cua rồi mổ này kia, vâng, tức là trong nhà của chúng ta là cả một địa ngục, mà mình hên hoan tự hào mà mình không biết cái đó là cái xấu, cái đó là cái ngã nghiêng trong đạo đức. Là những cái người đi từ tối vô tối, là hành động của thú tánh, là đọa về cảnh thú, cảnh giới, cảnh tam đồ. Cái đó gọi là cái vòng nguyệt. Cái vòng tham sân si gọi là cái vòng hoặc. Các bác nhớ nha, tham sân si gọi là cái vòng hoặc, hoặc tức là phiền não. Cái vòng nguyệt tức là nghiệp thiện và nghiệp ác, hiện cho là cái nền trắng và đen. Cái vòng khổ từ cái này, cái bức tranh này rẽ thì vẽ rõ hơn này. Đây, quý bác thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Cái tranh mà trắng đen á là tranh của người Việt mình vẽ, còn tranh mà màu nãy á là tranh của bên Tây Tạng vẽ. Có như sư so sánh hai cái bên với nhau, bên người Việt mình vẽ nó dễ thấy hơn nè. Đây, thấy thầy tỳ kheo cầm cái đèn phía trước không? Ni sư Giới Hương đi theo sau đó, thấy không? Đó, quý chú Phật tử ở trong đây đi kế tiếp đó, thấy không nè? Rồi quý bác nhà Phật tử mình đi kế tiếp đó, thấy không nè? Rồi cái có một con đường đi lên, chỉ có cái này mới đi lên thôi nhá. Còn cái không có đường nào đi lên hết trơn á. Còn màu đen thấy trầm trùa ngã nghiêng ngã ngửa không? Tức là sống ngụy tạo,
cho mình là chăn chánh, cho nên là trầm trùn ngã nghiêng mà không biết xấu, xấu hổ, sức kem sức phấn đẹp lắm, rêu xịt dầu thơm trang đẹp lắm, nhưng mà bước vô nhà thì thôi mình đủ thứ tội lỗi ở trong nhà. Đó là như vậy, tức là sống ngụy tạo, thành ra mình là cái nghiệp đen. Đó có trong sách mấy cái phần này rất là hay. Rồi đấy, đó là vòng nghiệp. Rồi bây giờ đến cái vòng kế bên gọi là vòng khổ. Chúng ta có bốn vòng, là vòng khổ. Vòng khổ này do mình tạo lành và mình tạo ác, cho nên nó ra bốn sáu cõi theo cái ác của mình, theo cái nhân quả, theo cái cán cân của nhân quả mà cận tử nghiệp đưa mình về một trong sáu cõi này. Bây giờ đây là vẽ cõi đây sáu cõi, đây sáu cõi. Bây giờ ngắt ra cái này là cõi người, đây là cõi trời. Cõi người, thưa ni sư. Dạ. Cái sách số 4 là 34 nó rõ lắm. Hả? Trang số 4 nó rất rõ phải không nè. Mời quý bác nào có sách đó coi trang số 4 nó rất rõ. Rồi, thì cõi người chúng ta biết rồi, tức là mình đang sống ở cõi người thì có được nghe pháp của Phật nè, có Phật nè, chứ các cõi khác không được nghe. Mấy cái này quý bác biết ở thành lớp. Có cõi người nè. Đấy, có cõi người thì có cày bừa, cày ruộng, có chiến tranh, có bệnh, nhưng mà có Phật, có chư tăng, có chùa, vâng. Rồi cõi Atula nè, đang cầm gươm, cầm dao đánh nhau. Cõi ngã quỷ nè, cái cổ nhỏ như cây kim mà cái bụng thì to như rất là to mà không biết tốt tu tập. Cõi bàn xanh á là cái lớn ăn hết cái nhỏ. Còn thú độc, thú to thì cắn giết thú nhỏ để tồn tại lấy mình. Cõi địa ngục đang ở trong lửa cháy. Rồi bây giờ vô cái vòng này là cái vòng mà Sơn muốn giảng tối nay, tức là cái vòng cuối cùng là vòng 12 nhất nhân duyên. Vòng này là vòng chính của tối nay chúng ta học đó. Mấy vòng khác cái bác đọc ở trong đó. 12 nhất nhân duyên. Dục giới, bây giờ để Sư nói cái tờ mà giấy nhá hay thấy cái dạng bài Sư gửi cho quý vị đó. Quý vị đọc cái vòng khổ này, cái dạng bài mà cô phát đó, viết vô nha. Tức là có cõi trời dục giới mà bữa hôm qua Sư nói vua Đao Lợi là vị vua thứ 6, vị trời thứ 6 của cõi trời dục giới. Thấy không, vòng khổ số 3 là cõi trời dục giới còn vua với năm trần, còn cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì họ có cái vua thiền định, họ có thiền định nha. Vòng số 3, vòng khổ, ghi xuống, ai muốn ghi thì ghi. Ở trên cõi trời này đã cảnh vua vật vui tốt, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, nhưng dầu có sống đến mấy ngàn năm đi nữa cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo, nên Phật không có khuyên mình về cõi trời. Quý bác ở đây sống 100 tuổi, nhưng mà 100 tuổi mà biết tu cũng còn hơn là về cõi trời 5 vạn tuổi, 5 ngàn tuổi mà không biết tu cũng như vậy. Vì ở trên đó là Sư với Hương không có nguyện lên đó, trên đó không có quý thầy, trừ cái nào nội viện đâu xuất thì có Đức Phật Di Lặc thôi. Còn cõi trời dục giới, sắc giới này kia là không có chùa, này kia đâu, toàn là lo chơi không. Cho nên khuyên chúng ta là không có nên về đó. Nói sao với bác tưởng tượng được mà về trên đó chơi bê không có xuống. Nói một câu chuyện cho nghe. Thưa cô,
Rồi mời. Ở đây một năm thì phải ở trên trời bao nhiêu năm? Một năm ở dưới đây á, đừng nói một năm, một kiếp ở dưới đây á, bằng một cái chớp mắt của một ông trời, cái chớp mắt thôi, một kiếp ở đây. Có một cái nàng tiên đó đi xuống dưới đây, rồi cái nằm mơ, cái thấy xuống dưới đây cưới chồng đẻ con, đẻ con cái bị chồng đánh quá rồi chạy rượt đuổi, rồi cuối cùng chồng chết, con chết, cổ chết, tỉnh dậy là cổ thấy mình còn nằm ở trên trời. Thì ông tiên ông nói mới vừa chợp mắt một tí xíu, tức là nó chỉ một chớp mắt của loài người. Để sư kể câu chuyện để cho quý vị thấy là cõi trời trên đó người ta mê, không có tu. Mình ở cõi người, nó trung bình, nó cũng khổ khổ, mà nó cũng sướng sướng thì mình cũng tu được. Lên trên đó là mê hết tu được, cho nên Phật khuyên mình không có sanh về cõi trời. Vì ở trong đây cõi trời nói là mình hưởng cái vui năm trần, sắc thanh hương bị xúc, thành ra mình không có chịu tu. Thí dụ ngài Na Lan Đà lúc đầu Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ kêu đi tu, nhiều vị xuất gia đi tu. A Nan nói trời ơi, A Nan Đà nói con mà đi tu thứ phi của con đẹp quá, mấy ông khác tuổi không sao, cho nên con không có tu để con giữ cái nàng thứ phi xinh đẹp mỹ miều của con. Thế là Phật mới dùng cái thần thông của mình đưa lên A Nan lên cõi trời, chu du lên cõi trời này để xem. Lên chu du rồi thấy nàng tiên nữ, trời nào cũng đẹp, nàng nào cũng thức tha, tiên nữ đẹp quá. Cái đưa xuống lại với cõi trời, đưa xuống lại cõi trần lại. Cái nói A Nan mới thấy đưa xuống, nó không, con không có xuống cõi trần nữa. Hỏi sao không xuống, con muốn lên đó ở. Nó lên ở là thứ phi sao? Trời ơi, bây giờ cái cô thứ phi của con hả? Nó cổ đâu có bằng ở trên đó thôi. Nó trên đó sao mà không bằng mấy bữa bê ở đây mà sao mà giờ? Trời ơi, vợ con bây giờ thứ phi của con nó giống như con khỉ đít đỏ là so với mấy nàng ở trên đó. Thấy không? Tức là quý bác nhà mình rồi kể câu chuyện nữa để cho thấy hay. Vua đó tên là vua Đảnh Xanh. Hoa hậu ở dưới đây là không có thấm gì đối với mấy nàng ở trên đó trên. Vì lý do đó nghe vua Đảnh Xanh đây. Vua có phước báo cúng dường vô thí lắm. Cho nên vua có cái phước là một lần đó tự nhiên vua thấy mình mơ sanh lên cõi trời. Thì cũng giống như ngài A Nan. Lên thấy trời tiên nữ nào cũng đẹp, rồi cảnh, rồi muốn ăn thì có thức ăn, muốn đi chơi là khỏi mua vé máy bay, khỏi đi xe bus, rồi khỏi đi xe hơi, đậu xe này kia, nó rắc rối cuộc đời. Muốn đi một cái là nó bay tới, bay đi kia, giống như mình coi phim kiếm hiệp vậy đó. Thấy sướng quá, cái vua mê mẩn luôn, mà nhất là mấy nàng quá đẹp. Thì vua nằm mơ thấy như vậy, được lên cõi trời nhờ cái phước báo như vậy, cái xuống lại cõi trần. Rồi cái vua không có đi hầu triều, vua cũng không có đi tập quân lính, vua cũng không có ra bản triều qua. Mọi người mới ngạc nhiên rằng là vì sao vua không có ra. Vua nói tôi được lên cõi trời rồi và tôi không có muốn xuống ở cái cõi trần này. Vì cõi trần này nó ô uế, người xấu xa, người bất tịnh. Cái đẹp của ở cõi người này không bằng một góc nào ở trên cõi trời. Và vua bắt đầu vua tương tư mấy nàng ở trên đó, không biết đẹp cách nào, biết mà ở trong triều đình là mấy nàng đẹp không đó chứ. Mà bây giờ vua tương tư mấy nàng đó, nó bây giờ muốn đi lên trên đó là mà không biết thì sao lên. Mấy bữa nó có phước báo thì nó được lên, còn bây giờ nó hết, nó chưa có đủ phước báo để đi lên trên đó mà để sang trên đó. Và vua cứ ủ rũ vậy, cho uống thuốc bao nhiêu tuyển alo mời tất cả người đẹp của cõi người vô cho vua, dâng cho vua đẩy qua một bên hết, hoa hậu rồi thế giới hoa hậu hoàng vũ gì hết rồi đẩy qua một bên hết, là không có thấm thía gì hết mấy cái nàng tiên nữ. Thế là vua cứ nằm ủ rũ và chết trở thành con mà chết, là vì chết trong tương tư, chết trong ủ, tinh thần đâu có đi lên đâu, cận tử nghiệp ủ rũ, cận tử nghiệp mê mấy bà, cho nên thành con ma đi theo mấy nàng để mà tìm cái sắc đẹp gì mà hưởng thụ, bằng cách là giống như là mơ tưởng như vậy đó em nè. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là ông vua là ông giàu có, ông tiếp xúc người đẹp không, mà ông lên đây ông còn vậy nữa, cái nhớ
nhất nhà mình mà nghèo nghèo cho lên đó là mình dễ gì mình chịu tu cho, phải không ạ? Tại vì vua mà lên đó mà vua còn phải tương tư như vậy, cho nên Phật mới khuyên chúng ta đó nhất nghèo nghèo đừng có lên đó, ở đây nghèo nghèo mà gặp sư với hương mà tu được, phải không ạ? Chứ mà lên đó là cái người mẹ người đồ không đâu có chịu tu, trời sư mà nói một cái là không thèm ngó sư nữa đấy, mà không thèm nhận sách của sư nữa. Cho nên rằng là nghèo nghèo như vậy mà chứ. Cho nên Phật khuyên chúng ta là không nên lên cõi cõi trời, né đi, lên trên đó là khó tu lắm. Cho nên rằng là ai mà chạy lên đó tu rồi, cái thân ở trên đó nó bằng thiên thể, nó bằng vàng, và người sống tuổi thọ rất là lâu. Cận tử nghiệp của họ là như thế nào quý bác biết không? Không có vô bệnh viện giống như mình. Cận tử nghiệp của họ là vậy nè, trán 4 cái, trán 5 cái, trán đổ mồ hôi, hóa trên trời mấy bữa rớt xuống thì cúng dường, thì bây giờ rộn xuống, lưng mấy bữa thẳng, bây giờ nó hơi nhức mỏi, cái lông mày bắt đầu nó giật đó, đại khái như vậy. Khi mà ông trời bà trời nào tiên nữ nào mà thấy 5 tiếng này biết mình đã cận tử nghiệp đến rồi đó, mà không biết mình tái sanh nơi nào, vì cứ hưởng thọ hết cái phúc báo, nó cạn hết cái túi tiền, nó không có tư lương, cho nên thường xong cõi trời đạo xuống địa ngục. Còn nhớ nhà mình á thì biết cúng dường bố thí, cho nên mình hết phước, nhưng mà nhờ cái phước cúng dường bố thí mình có cái nguyện về Cực Lạc, có cái nguyện về Phật Dược Sư Đông Phương, có cái nguyện đi xuất gia mà đừng có bỏ con hay là con rơi bỏ cái đầu cửa chùa, nguyện đó lại khá như vậy đó, là tự mình nó sẽ được hết đấy, thấy chưa nè. Đó cho nên nhớ mình phải tỉnh táo nha. Nhiều người nói sao sống còn 120 tuổi vậy, lên đó để sống 5000 tuổi. Ở trên đó tùy cái phước báo với bác phóng sanh bao nhiêu thì lên đó tuổi thọ bấy nhiêu. Còn mình trong đây 120 tuổi là một cái chớp mắt ở trên cõi trời, cái chớp mắt, vì tuổi thọ trên đó rất là dài. Nói vậy cho nên đừng làm cái gì, ai mà cứ cầu an cho con sống lâu, cho con trường thọ, cúng dường cho con đẹp ra, là mai mốt những cái nhân, những cái nguyện đó về cõi trời hết. Thì thường Thiên Chúa, hồi nãy cái vị đó nói có gặp Thiên Chúa không, mấy vị mà cầu nguyện làm phước lành là sanh về cõi trời hết đấy. Ta kêu bằng há hơn đó, thiên đàng đó, thiên đàng về đó hết. Còn nhớ chúng ta, bên Chúa là thiên, nguyện về thiên đàng hết, còn bên Phật của mình không nguyện về thiên đàng, vì như vua đảnh sanh đâu có chịu tu đâu, lên đó là mê. Ngài A Nan lên đó cũng mê đó, muốn gì. Thế thì Phật bắt đầu phải dùng nhiều phương tiện, nói ông tu đi, tu thì còn được nhiều cái hơn là cõi trời này nữa. Nó giống như con ếch mà nằm dưới đáy giếng, ngó lên thấy cái bầu trời nó tròn như cái thành giếng, nhưng mà thật sự ra khỏi cái giếng rồi bầu trời bao la bát ngát. Cho nên Phật nói mình đừng có dạy sanh về cõi trời là mình mê mẩn, vì cái đó là hưởng thọ ngũ dục, hưởng thọ năm trần. Dù cái dục đó không phải cái dục của loài người, là nam nữ trên cõi trời bốn mắt giao nhau nháy một cái là rồi đó, là xong đó. Nó giống như là nam nữ mà cưới nhau vậy đó, bên đó ông tiên bà tiên nháy nhau là chịu đèn rồi đó. Dạ mời bác. Còn thế giới của Tây Phương Cực Lạc thì sao? Bác nói rất là hay. Thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc ở nơi đó nó không có cái dục, còn ở trên đó nó có cái dục, mặc dù là dục của cõi trời, cho nên là gọi là cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới đó, nhưng mà họ có cái phước hơn cõi người, phước quá thành ra họ thưởng quá. Giống như mình quá đầy đủ đi, thành ra mình không chịu tu. Cho nên để ý Ấn Độ khổ mà lại tu. Còn Cực Lạc á, Cực Lạc cõi đó là vô dục, vô tham, vô sân, mà lại là thanh lương, bát đức thanh lương thủy, tức là nơi đó có chân thường. Nhớ chúng ta bị vô thường, tóc quý bác bạc, lên đó tóc không có bạc, tóc đẹp hoài thôi. Chân ngã, ở đây cái ngã này quý vị không làm chủ được, ngồi vậy chứ mai mốt nghe tin người này trúng gió, người này bị stroke, người này bị đau tim vân vân, vì cái thân vô thường. Lên trên đó quý bác được cái thân vàng kim sắc của Phật đây, thân vàng kim sắc, vì mình lên trên cõi đó là cõi thánh mà,
cho nên hào quang ngày sáng mình gần ánh sáng của ngài, thân mình cũng vàng luôn, rất đẹp. Thân đó gọi là thân chân, chân thường, chân lạc tức là mình có một cái niềm vui. Hôm nay gặp sư với Hương vui, nhưng mà mai sư với Hương đi rồi buồn. Hôm nay người ta mời đi ăn tiệc vui, mai cái hết tiệc buồn. Hôm nay ta cho tiền vui, mai hết tiền cái buồn. Thì những cái vui buồn đó nó không phải là chân, chân lạc. Những cái vui buồn đó gọi là vui buồn thép theo cảnh. Lên cực lạc gọi là chân lạc. Chân lạc nghĩa là tâm hồn của mình lúc nào cũng trong cái niệm Phật tam tam muội. Niệm Phật tam muội tức là cái định của niệm. Có một cái niềm vui mà lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lạc. Cho nên quý bác nhìn gương mặt diện mạo của chư Phật, chư Thánh coi lúc nào các ngài cũng hóa. Là vì các ngài được cái chân, chân lạc. Mình chưa được nhưng mà mình làm hoa sen nhỏ nhỏ, có người đó con nguyện làm hòn sỏi trên cực lạc cũng được, cũng tốt. Vì lên trên đó là Phật với Thánh chúng thân, thành ra cái hạt nhãn xấu của mình nó teo và nó không có duyên để sanh, sanh trưởng. Thì chỉ nãy sư nói thôi, cái nhân quả mà chỉ có giết người á, chỉ có hại người á, thì rằng là giết người hại người á, thì mình đền mạng. Còn những cái nhân quả nhỏ thì nhờ cái phước báo mình được giảm. Rồi, chân thường, chân lạc, chân ngã chân, chân tịnh. Tịnh là gì? Là thuần thanh, thanh tịnh. Cho nên đọc cái kinh A-di-đà là diễn tả cái cảnh giới của A-di-đà. Rồi rồi bây giờ cõi người nè, mình xuống cái số 2 nha. Cái tờ giấy cái tờ giấy vòng luân hồi đó, mình xuống số 2 cõi người. Cõi người chúng ta có mấy cái khổ? 8. Đọc sư nghe coi. Sanh, trời trời, mới đọc cái nhìn trong giấy đọc rồi ha. Rồi đọc lớn luôn nhé, định trong giấy thì đọc lớn lên, tất cả cùng đọc lên. Sanh, già, bệnh, chết, khổ. Tức là thấy cứ gặp cái người ghét hoài. Rồi thứ kế bên tức là xa người thương. Rồi gì nữa? Cầu hoài mà chưa được, còn là được ít. Cái thứ năm, cái thứ tám, ngũ ấm xí thạnh. Có ai hiểu chữ này không? Ngũ ấm xí thạnh, hồi đó sư vô chùa mấy năm trời, sư chả hiểu cái chữ này. Ngũ ấm xí thạnh tức là xí thạnh, tức là nhiều đó, thịnh vượng đó, overload tức là rất là nhiều. Tức là sắc, ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc nó đầy á, sắc bông nè, sắc người nè, sắc cái máy nè. Trước mặt mình mở mắt ra là đầy sắc hết. Nó làm mình mê. Mê cái này, mê cái kia, thích chiếc xe này, thích chiếc xe, thích chậu bồn. Tức là cái sắc này làm mình mê. Rồi, sắc thọ thạnh. Tức là một ngày mấy bác vui, buồn, khóc, than, rầu, ngạn tâm. Có phải cuộc đời của mình là một chuỗi những cảm thọ, phải không? Mình nói đời là gì? Là một chuỗi của cảm thọ. Sầu bi khổ u não đủ thứ đó. Thì những cái này nó xí thạnh, nghĩa là những cái này nó làm quý bác quay quắt cuộc đời. Quý bác quên hết cái chuyện niệm Phật, cứ lo khóc. Chuyện vui, chuyện khổ thì khóc, mà chuyện vui thì nhảy lên quý hai, quý lẫn vân. Chúng ta chạy theo những cái cảm thọ một đời của mình. Vâng. Nghe nữa. Sắc thọ tưởng, tưởng đủ thứ mơ tưởng trong đầu. Thọ tưởng hành, đủ thứ hành động. Hành động đi tới đi lui, hành động trong tâm, hoặc là những cái hành động là những cái activity, những cái sanh diệt trong cái thân của mình nó đầy hết. Móng tay này nó đang sanh diệt, nó dày mai mốt nó già, nó nhăn nheo, tóc mai mốt nó trắng, là những cái sanh diệt. Thức là mình suy nghĩ hết, suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Mà ngủ thì thôi, ngủ thì cũng suy nghĩ trong cái chim bao, bước chân xuống, mang đôi dép là bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều việc. Cuộc đời của chúng ta bị năm cái sắc thọ tưởng hành thức này nó bao vây, mình không còn tỉnh, mình được hay, mình không còn biết tìm đường về chân lạc, chân ngã, chân tình. Vâng, đó là như vậy. Cõi người của chúng ta. Nhưng mà cái cõi người của mình đặc biệt á, là chỉ có cõi người mới ra được cái vòng lửa, tức là mới có cái đường trắng để chúng ta đi ra. Có bức tranh rõ lắm, mấy bác sẽ nhìn thấy một cái đường trẻ đi ra vậy.
Cho nên chúng ta là những người we find a way, tức là chúng ta là những người đã thấy được con đường phía trước, con cái quý bác chịu đi hay không, hay là còn quay lại sau lưng, quay bên trái, quay bên phải, không chịu đi. Làm được chứ? Rồi, có duyên nghe Phật Pháp, hiểu và biết được, đừng đi. Atula có phước nhưng mà hay tranh chấp, người hùng nghĩa khí, có làm phước thiện mà hay tranh đấu sát phạt nhau. Có ba loại Atula: Chúa Atula trời, Atula người, Atula quỷ và Atula bán bằng xanh. Quý bác có mấy cái bài này trong tay phải không? Đó, sư đọc nha. Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một trong vô số các loài chúng sanh có sự thọ dụng cảnh giới thuần khổ. Thuần khổ là sao? Chúng ta có khi khổ, có khi hạnh phúc. Còn có những cái loại ma quỷ là suốt cuộc đời khổ không? Khổ lắm. Đã là ma quỷ rồi, giả sử như có một con ma quỷ đó, một thiền liên ngồi thiền bên sông Hằng, thấy có con ma quỷ nó khát nước quá, mà sông Hằng là nó dài nước mênh mông, vậy mà nó không bao giờ nó muốn được. Nó tới là nó bị mấy ông tai to hoặc lớn gì cản ra. Rồi có một con quỷ nó đến để đảnh lễ ngài một thiền liên đang ngồi thiền bên sông Hằng, mà cũng bị con quỷ khác đánh ra, và nó cảm thấy cái đầu nó nhức ghê sợ lắm. Nó ôm cái đầu nó, rồi nó ngã tới ngã luôn. Đã là quỷ rồi mà còn bị cái nghiệp bệnh, bị cái oan gia báo. Oan gia báo chứ không phải chỉ có còn là người mình bị đâu nhé. Quỷ nó cũng có cái oan gia báo chứ, đeo nó tới đó đấy. Rồi có những người, vì sao thế nó mới đảnh lễ này một kiện liên, nói sao con đã là quỷ là khổ rồi mà con còn bị những cái rồ một, bị những cái nghiệp đó phá. Thì Đức Phật mới nói rằng là ngày một kiện liên mới nói là ông mà sở dĩ ông nhức đầu á, là bởi vì lúc ông còn sống á, ông là mẹ chồng, bà là mẹ chồng á, nói nặng nói nhẹ khiến con dâu nó nhức đầu lên nhức đầu xuống, cho nên vì cái nghiệp này mà làm quỷ rồi. Và cái dư báo đó, cái dư báo đó là cái nghiệp còn đó, cái oan gia khiến cho bà vẫn thấy nhức đầu như búa búa bổ đó. Quý bác thấy không? Quỷ. Cho nên mình tu Phật á, dâu mẹ chồng hay là mấy chị em mà không thuận nhau, tránh né, đừng có nói cái lời nhức đầu. Sư biết cái lời nói, người ta nói cái lời nói nó như cái dao bén vậy, nghe một lời nói là người khác không muốn tự tử liền đấy. Thì là lời nói nó mạnh lắm, mà những người mà buông những lời độc địa đó, mai mốt là quỷ cũng bị quỷ nhức đầu, là ma cũng ma nhức đầu, xuống cái gì cũng bị hết. Rồi hỏi sao uống nước không được, là vì mình keo kiệt, mình bố thí. Hoặc là uống nước, uống được đó thì nó vô đến bao tử, cái đó là giống như lửa đốt vậy, đốt cái bao tử, không có cho tỏa khác. Là vì mình bố thí, mà bố thí với tâm ác, ác độc, bố thí với tâm kinh, kinh rẻ, bố thí cúng dường không có trống, trân trọng. Cho nên để một cái gì mình thọ nhận đều khiến cho mình đau, đau đớn hơn nhiều lắm. Nãy sư nói trong cái ngạ quỷ sử 100 truyện, để cho chúng ta, ai mà không tin ma đó, mời gặp cái ngạ quỷ sử đó, 100, cả mấy trăm chuyện con ma trong đó đấy. Vị đó nên tin, nhiều nhiều lắm, nhiều chuyện ma có thật lắm. Nhưng mà khi mình giác ngộ thì ma sẽ biết, biến mất, mình sẽ thấy là ma nè, cõi trời nè, cõi địa ngục, ngạ quỷ bạc xanh đều là không có. Là vì cái người giác ngộ rồi thì tất cả đều không, không có. Mà cái người chưa giác ngộ như vốn chúng ta thì vẫn rõ ràng, vẫn có cõi người địa ngục ngạ quỷ bạc xanh như vậy. Ngạ quỷ nó có hai cái trước, là cổ như cây kim, miệng như ngọn đuốc, bụng thì toàn lửa, rất là khó ăn uống. Ngoại trước là nó sống trong cảnh máu, mũ, dao, đâm, gậy, gậy đánh, thấy chưa, ghê chưa. Ông đồ tể đó mà ông giết heo, giết bò, giết heo, sau này hả, ông là ma quỷ rồi, mà ông còn bị cái gì? Ông nói chứ con đã là ma quỷ rồi, mà lúc nào con cũng cảm giác cái thân thể của con, có người rứt cái cánh tay ra, có người rứt con mắt ra, có người chặt cái đầu, có người chặt cái chân, giống như giết gà, giết heo rồi sắt từng cái để bán, thịt ba rọi, rồi thịt nạc, rồi thịt này kia. Thì bây giờ nó là quỷ rồi, thì nó cũng có cảm giác có người phân nó ra như vậy. Mà không phải một lần đâu,
phân ra là đau đớn vô cùng. Rồi cái thịt con nó rã ra cái hồi nó lành lại nó rã ra. Cho nên con sống tuổi quỷ mà thuần khổ quá, con không biết làm sao con thoát được cái nghiệp này. Thấy chưa? Mà phải bằng thiên nhãn thông quý ngài mới thấy cái chuyện đó. Hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện ở đây, cũng có mấy con quỷ, con ma nó nghe. Mà con ma, con quỷ nào nó hiền, nó nghe, nó tu, thì nó xả cái thân của nó, thì nó tái sanh làm người. Nó tìm đến đây để nó tiếp tục, nó tu làm đệ tử ở đây. Nó tìm đến sư Di Lặc để nó tạ ơn. Nó tìm đến quý bác để nó kết bạn, là vì nó nhẹ nghiệp. Còn có những con ma nó không có nhẹ nghiệp ấy, thì nó cứ đi chơi thôi. Mình nói kệ nó nghe giống như điếc, như mù vậy đó. Thì tùy cái khả năng và tùy cái phát tâm của từng người. Cho nên những cái chuyện này là có. Rồi, loài bàn xanh. Ai tạo những nghiệp bỉ ổi, thấp hèn, mất giá trị? Chúng ta thấy ngoài xã hội nhiều người không chịu nổi. Nhất là những cái người mà ngang bướng á. Con cái với bác nhiều vị á, có con cái ngoan chứ nhiều đứa ngang bướng, ngang bướng mình chịu thôi. Thì nhiều khi có những người nó làm những việc thấp hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm. Thì những cái nhân này, những cái hạt chủng tử này khiến cho họ tái sanh làm thú. Mà ở thân thú thì sẽ bị không có được coi trọng hay không có được kính trọng như là thân người. Sống đọa đầy, chết đắng cay. Thì thú là toàn là bị người ta làm thịt thôi, hoặc là bị người ta bắn giết thôi. Loài thú là như vậy, chứ đâu có được trợ tật. Trừ mới có một thú ở Mỹ với Hoa Kỳ này được cái phước tân thân thú loài cá. Thấy TV lâu lâu nó chiếu quảng cáo cái hộp thịt cho con mèo á, mà nó để cho một cái dĩa trắng tinh nè. Xưa còn chưa có cái dĩa trắng như vậy để ăn nữa. Rồi để hộp thịt vô, để mấy miếng ngò ở trên, rồi còn khói bốc lên nữa, để nó quảng cáo cái hộp thịt á. Trời ơi, thật là tuyệt vời đâu mà mèo chó nào mà nó sướng như vậy. Mới qua nó trồi xong mèo chó đây mà nó như tiên vậy đó ha. Đó, dễ gì, nó cũng là cái loài của nó, nhưng mà nó có cái phước như vậy á. Chứ còn thường là các cái loại khác là sống đọa đầy mà chết đắng cay. Rồi chúng ta đến địa ngục. Địa ngục vô gián. Vô gián là không có dừng, là khổ vô cùng, không bao giờ dừng. Địa ngục nóng nè, địa ngục lạnh nè. Sức cái lửa mạnh hòn đá buông 3 mét khối. Trời ơi, nói cái giống như mấy bác mà mấy mì mà đi quả thiêu á, rồi mấy bác không có muốn bấm nút cho người thân của mình chưa? Có rồi hả sư với hương, mà đi mấy cái này là hay được đại diện bấm nút lắm. Tại người thân người ta ngại bấm nút lắm, thì đẩy sư lên, đẩy thì sư phải bấm thôi. Thì bấm cái nút như vậy á, là nghe nói nó 2000 V á, thì nó cháy liền. Thì ở đây cái lửa địa ngục á, quý bác tưởng có một cái khối đá ngang 3 mét, khối đá vuông 3 mét, cái bàn này 1 mét nhé, mà nó dài 3 mét vậy, hình vuông 3 mét, 3 mét. Mà lửa địa ngục bỏ cái miếng đá 3 mét này xuống là cháy tan một cái vèo vậy. Nó giống như mình mà bỏ một miếng bơ vô cái chảo là nó xèo cái nó tan. Thì cái lửa địa ngục như vậy đó, mà hỏi cái tâm mình là ác là mình phải xuống cái này nè. Nhị khóa hiệp giải có giảng về 8 cái ngục nóng và 18 ngục phụ này. Và những có địa ngục lạnh nữa. Địa ngục lạnh kêu băng giá căm căm. Theo như cuốn Lăng Nghiêm hôm qua sư đọc đó, những ai mà hay tranh cãi, những ai mà hay cạnh tranh với nhau, thì những người đó chết thấy cần tử nghiệm những băng giá, những địa ngục vũ giá vô trong đây. Cạnh tranh cãi nhau đó, là cái gì? Coi gì? Cho nên lạnh cũng có mà nóng cũng có. Rồi bây giờ chúng ta vô cái vòng mà chúng ta muốn vô học là 12 nhé, nhân duyên. Đây bà già, quý bác thấy cái hình đó, thôi mình coi hình Việt Nam dễ hơn nè. Đây là vô minh, vẽ hình ai đây? Dạ, cái này là cái sư dưới luôn muốn nói đây. Vô minh vẽ ai đây? Vẽ bà nào đây? Bà già. Bà già sao?
Bà già làm gì? Bà già, bà sao biết mù vậy? Chắc đọc ở trong đây hả? Đúng rồi đây nè, chắc đọc trong đây rồi đây nè. Bà già mù chống, chống gậy rồi đi sao? Đi trong rừng vậy? Xương, rồi sao nữa? Xương sống, xương sườn. Rồi xương sống, xương sườn của ai đây? Của mình. Nha, chứ phải của bà già xương sống. Vì sao mù? Vì sao mù? Vô minh không chưa biết Phật và Pháp, chưa học cái vòng luân hồi này, chưa biết cầm cái búa để chặt đứt 12 nhánh nhân duyên, cứ tạo tham sân si, cứ nuôi con gà, con rắn, con heo để tạo lành, tạo dữ, rồi tạo ra 6 cõi, cõi khổ cứ như vậy tiếp nối, cho nên gọi là bà già mù đi trong rừng xước, xương sọ. Thấy Phật vẽ hay chưa? Mà nghe Phật sư giải thích nữa là mới thấy thần thấy sạn ngại nữa. Phật nói á, cái cô này cũng là bà già mù, cô này cũng bà già mù, Như Chiếu cũng bà già mù, Quảng Chơn, tất cả mấy bác trên đây đều là bà già mù hết. Dù là đàn ông đi nữa cũng là đàn ông mù, phải không nè? Phải không nè? Đàn ông mù, đàn bà mù, dù có đẹp như hoa hậu, dù có bằng áo dài tha thước đi nữa, mà đứng trước Đức Phật, Đức Phật cũng nói là bà già, già mù. Vì sao là già? Già có nghĩa là mình lâu năm trong cái mù này rồi, mình lâu năm trong cái vô minh này rồi. Với bác lật đầu đó hiểu đấy, tức là không có phải non trẻ đâu. Cho nên bây giờ cái tham sân si, ba cái con này nó trở thành trong ruột gan, gọi là phận trong, nó phải phận ngoài. Mà đi đến nghe sư với hương học pháp, lấy cuốn sách đọc niệm Phật, nó chỉ là phần ngoài của quý bác thôi. Nghe cái này thiền quán một chút xíu để thấy cái đau khổ của mình mà thấy thương Đức Phật. Hiểu ý nói không? Tức là cái chúng ta mới tu đây, sư trong cái bác bức tranh này là sư thích ông Phật cũng vẽ quá hay. Phải mà nói bác sĩ đại, quên, họa sĩ đại tài không? Có cô hoa hậu đây mà kêu nhờ họa sĩ Thích Ca Mâu Ni vẽ gì một bức tranh của cô hoa hậu này, thì Phật cũng sẽ vẽ là bà già mù đi trong rừng xước, sừng sọ. Sư Dĩ Hương có nhìn có được không ấy bác? Tướng cũng được phải không? Mà kêu Phật vẽ là Phật vẽ liền là lụ cụ mù, là vẫn là bà già mù đi trong rừng xước, sừng sọ. Thấy Phật không? Nhìn cái bức tranh này mà thấy càng Phật mình thương rồi, bây giờ mình càng thương Phật hơn. Vì ba mẹ mình đâu có chỉ mình cái này đâu, phải không? Ba mẹ mình cứ muốn lấy chồng đi nhá, đẻ con đi nhá, làm tiền nhiều về cho mẹ có tiền nha, hay là sống đạo đức nhiêu đó đủ rồi. Chứ dễ gì ba mẹ mình đâu có chỉ, còn đi học trường đại học đâu có chỉ mình cái này đâu. Sư là lộ vô hết để sư coi cái nào nó Superman. Thì sư thấy Đức Phật là Superman, là Phật đó là chỉ cho mình cái chuyện này. Mà Phật cũng là họa sĩ luôn, thấy chưa? Phải không? Quá hay cái bức tranh này, quá hay. Chúng ta đi, mình già, dù mình ở đây có người Diệu Dung bao nhiêu tuổi rồi con? Diệu Dung em của Doãn Chiếu nhiêu tuổi? 64 rồi con. 64 rồi hả? Ôi cha cũng già dữ rồi hả? 40 40. Nhưng mà 40 nữa Phật cũng nói bà già đó con. Sư thì nói trẻ chứ Phật nói bà già đó. Thì Phật dùng là bà già đó. Có trẻ đẻ một đứa con mà happy birthday, happy birthday, Phật cũng nói là bà già. Thấy Phật sâu sắc chưa? Sâu sắc vô cùng. Trời, sư đọc không biết cảm giác quý vị sao, sư nói mà cái ruột sư nó thoát trong ruột, thoát ở trong gan á, là vì thấy Phật quá là sâu sắc. Nghĩa là đẻ đứa con ăn mừng happy birthday thì Phật nói thêm một bà già mù ra đời. Là vì chúng ta mù cho nên mới thích ba mẹ ái ăn, rồi mới chung vô cái hậu môn, chung ra cái hậu môn để có thêm đứa con, phải không nè? Cho nên già mù hết. Mù là sao? Mù là không, mặc dù đeo kính nè, đeo 2 mắt rồi còn thành 4 mắt, rồi có người 6 mắt, đủ thứ loại mắt, nhưng mà mù hết. Đối với Phật là mù luôn, mù không thấy đường luôn. Thấy Phật hay chưa? Rồi chống gậy nữa, gù lưng nữa, gù lưng nữa, mà đi trong rừng xương sọ. Tức là một đời của mình bỏ số
xuống bộ xương một đời của mình. Trước đó là con rắn là bỏ xương con rắn, con mèo bỏ xương con mèo, con heo bỏ xương con heo, và đến bây giờ sắp sửa bỏ xương con người, nhưng mà chưa có dừng đâu, tiếp tục để đi tiếp trong cái rừng xương. Quá hay ha, cho ông tràng vào tay. Cho nên cái đà bài này mấy bác phải sang ra bảy cái đĩa giảng này của sư là bảy đĩa đấy nhé, bảy đĩa download trên đó xuống nha. Sư nói như chiếu download mà như chiếu nhiều việc quá, với lại cổ lo như vậy là tương đối hoàn hảo trong kỳ này rồi. Quý vị nên download cái này trên xuống rồi chuyển cho người khác đọc để bớt già đi, rồi bớt mù đi, rồi bớt còng lưng đi, bớt tỉnh đi, bớt bộ xương đi. Thấy không, bà già bà đi sau lưng bà cũng xương, mà trước mặt bà còn mấy bộ xương nữa kìa, quá hay rồi. Hình ảnh bà già mù chống gậy đi trong rừng xương, xương sống xương sườn chúng ta đã bỏ từ bao nhiêu kiếp luân hồi. Mù không sáng, khởi miệng quên lưỡng chân không diệu, chịu tánh chất lầu cứ lô. Thì mình học như vậy mình nhìn ngoài xã hội á, họ lao chơi tức là họ đang tiếp tục mù, mà mình nói họ là họ nó chắc là thần kinh đến. Thế là nó khổ lắm, nó chúng sanh nó nhiều ý lắm, thành ra thôi mình tỉnh thì mình lo chuyện mình tỉnh, ai đồng thì mình nói, chứ mình nói là thuộc về loại cái tiếp người ở đâu xuống nó khó lắm, khó độ người lắm. Tìm cái người mà chịu ngồi đây nghe, chịu nguyên ngày hôm qua, nguyên ngày hôm nay còn tiếp tục ngày mai đâu, không dễ gì gặp đâu. Tràn gian thế gian đại hải mà có được bao nhiêu người ngồi ở đây, phải không nè? Mà xã hội mà nhất là con cháu của mình nó đầy gian mà mình mở miệng nó nói thuộc về cái mô tiếp người khác rồi đó, khó lắm nhưng mà dễ đâu. Rồi mà mình nói nó là mù, nó nói rồi cũng thần kinh rồi đó. Thành ra dễ gì mà mình nổ được đó. Mình ở đây mình hiểu cái chuyện này mình khen hay, mà mình nói nó thì nó sẽ nói mình thần kinh, thành ra mình ngập vào hòn luôn cũng không dám nói gì hết. Đó, trong nhà đó nó cũng khó lắm, thấy dễ đâu. Vô nữa nha, bức tranh thứ nhất nha, thì bức tranh thứ hai. Rồi, bức tranh thứ hai, tranh Tây Tạng vẽ không rõ, coi bên tranh Việt Nam vẽ rõ hơn. Rồi, bức tranh thứ hai, vô minh hành. Hành là gì đây? Hành là hành động, vẽ cái hình gì? Cái anh nào? Thở gớm làm gì? Nắng cái bình. Bây giờ sư với Hương hỏi, nếu mà sư đưa một cục đất sét cho mỗi bác, quý bác nắng được không? Được chứ, phải không nè? Mình có cục đất sét trong tay là mình nắng được, phải không nè? Nếu quý bác nắng hình vuông thì cục đất sét nó thành gì? Thành vuông. Nếu quý bác nắng hình tròn thì cục đất sét nó thành cái gì? Giả sử với Hương đây 80 người, với Hương cho 80 cục đất sét, thì mỗi bác nắng một cái cục đất sét theo ý của mình, phải không nè? Nắng được không? Tương lai của quý bác là tùy thuộc vào cái đôi tay của quý bác và nắm chiếc bình tương lai của chính mình, phải không? Phải không nè? Phật rất thần thủy nhé. Từ cái miếng đất sét mà Phật nói, tương lai của mình đang là anh thợ gớm đó, dù mình không có làm thợ gớm, mình là dược sĩ, mình là bác sĩ, mình là công nhân rồi vậy. Nhưng mà đối với nhà, hồi nãy thì Phật nói mình đó là bà già mù. Bây giờ tới đây Phật vẽ mình đã thành một cái diễn viên khác nè. Diễn viên thứ hai Phật nói đây, không biết cái chức vụ gì, sư là sư cô, Phật cũng nói cô là bà thợ gớm. Đây là cô thợ gớm, ông thợ gớm, chị thợ gớm. Tất cả đây đều là người thợ gớm. Người thợ gớm làm gì? Nắng cái bình tương lai của mình. Muốn nắng méo thì cái tương lai của mình nó sao? Mẹo. Muốn nắng vuông, tương lai của mình sao? Vuông. Muốn nắng thế nào đó nắng. Cho nên đừng có đủ thừa là tại chồng mình cho nên mình méo, tại chồng mình cho nên mình vuông. Không có đủ thừa ai hết, là vì tương lai của mình nó tùy thuộc vào hai cái bàn tay của mình. Thế thì bây giờ xin hỏi quý bác, bây giờ 50 tuổi, 60 tuổi, như Diệu Dung 40 tuổi, trải qua đến bây giờ
quý vị đã nắm cái bình tương lai của quý vị nó hình gì rồi? Hình gì? Hình cõi trời, hình cõi người, hình địa ngục, hình ngạ quỷ, hình súc sanh, hay là hình chư Phật, hay là hình Bồ Tát, hình A-la-hán. Tương lai cái bình cho mình nắm đấy, phải không? Giờ hình như mọi người tự biết thôi, chứ người kế bên cũng không biết đâu. Vì sống ở trong nhà, phòng cái riêng mà chạy xe đi đâu, có ai mà biết đi đâu. Rồi đó tự mình nắm cái tương lai do cái thân khẩu ý của mình. Hành, anh thợ gớm, nắm bình méo, bình tròn, như thân miệng ý hiện tại của chúng ta đang tô điểm hoặc đang bớt méo tương lai của mình. Thấy không? Tức là tương lai của mình là do mình bớt méo hay là mình tô điểm vẽ hoa, vẽ phấn hay là như thế nào đó là tùy. Tùy mình. Đó là cái tranh. Bây giờ con mở cái thứ ba, thức đi ngược lại. Thức đi. À, bị chạy ngược lại. À, thế giờ đi ngược lại. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái bức tranh thứ ba. Chắc cái thọ này chẳng hay dữ nữa. Giờ con ngược lại đi, đến cái số 3 đi. Số 3 là thức. Rồi, thức đây. Vì không biết cái nút dừng nó đâu, hồi nãy thấy nút dừng, bây giờ sao nó đâu mất tiêu rồi. Cái nút co đó nãy thấy rồi, giờ đâu mất tiêu rồi. Tay trái này con. Tay trái ở trên. Trên đâu? Đâu có thấy đâu. Nó dừng nhưng mà nó sẽ chạy, nó dừng 1-2 giây nè. Nút thôi là hồi nãy nó hiện ra cho một chút rồi giờ nó biến mất rồi. Đâu? Cái mũi tên đó hả? Bấm vô thành dừng. Ồ, ok, cố tay ghê, cảm ơn. Như vậy bấm vô thành dừng, vậy sư phụ làm được rồi. Như vậy nút tới mà mình bấm vô, nút play mà mình bấm vô thì nó thành nút dừng. Sư thì cứ đi tìm cái nút dừng. Rồi, bây giờ thức. Nhìn trên đây vẽ cái gì? Đến cái bức tranh số 3, Phật kêu vẽ cái gì? Con gì? Con khỉ sao? Từ cành này qua cành kia. Con khỉ là ai đây? Đấy, bây giờ đến cái bức tranh thứ 3, ông Phật đẹp hay lắm. Hồi nãy ông cho mình làm bà già, rồi cái mầm sông cho mình làm thợ gớm. Bây giờ ông nói trong cái chùa chánh điện này toàn là khỉ ngồi trong đây không? Khỉ ngồi trong đây không? Tức là trai, gái, nam, nữ gì đều là con khỉ hết. Quý bác có nhận ra cái nghĩa mình là con khỉ không? Phải không? Phải không? Vì sao mình là khỉ? Phải có nhảy không? Bây giờ mà cho buông giấy xuống, nắm mắt ngồi yên, cái tâm của quý bác sao rồi? Thì vẫn nhảy phải không? Nhảy từ chuyện nào? Trời ơi, 5 giờ mình phải ra đi ăn chè chứ. Hồi trưa cho mình ăn cái gì biết, rồi đi shopping chứ. Rồi đi gặp người này chứ. Rồi tiền bạc chứ, rồi nợ nào. Phải nó liên tục, nó nghĩ từ sáng tới chiều không? Ngay cả đang học hay đang ngồi thiền cũng nghĩ liên tục từ sáng tới chiều. Ngủ rồi thì tiếp tục nghĩ tiếp trong giấc chiêm bao. Cho nên tâm của mình nó truyền từ cành này qua cành khác liên tục không bao giờ dứt. Cho nên Phật gọi chúng ta là những con khỉ, những cái nghiệp thức tiếp tục tái sanh, tiếp tục sanh diệt không bao giờ ngừng. Con khỉ là nó đâu có chịu ngừng đâu, nhưng nó ngồi một tí là nó chụp cây này rồi nó chạy qua cây kia rồi nó nắm cái nhà này. Bác thấy không? Nó nhắm liên tục. Giống như cái tâm của chúng ta cũng liên tục. Ở đây Phật nói sao? Cành cũ là cái nghiệp cũ đã khô cành. Cành mới là triệu đầy quả mà có thể là lành hay độc, chứ là tức chúng ta có thể suy nghĩ thiện hay là ác. Rồi cái thân trung ấm lại tiếp tục đi gá thai cái đề tài chúng ta học hồi sáng, tức là tái sanh. Cái thức của mình nó hết thân này đến cái thân kia, thân nọ và không bao giờ mình dừng. Cho nên ai hỏi cái niết bàn là gì? Niết bàn nghĩa là sự dừng nghỉ, nghĩa là con khỉ bây giờ nó
nó mệt, nó mệt rồi. Này nó mệt rồi, tức là nó retire rồi. Bây giờ thủy này nó retire rồi, nó ngồi nó sủi lơ rồi, không phải? Tức là ý bây giờ là nó không chạy nhảy, nó không tạo nghiệp lắm, làm sao nữa. Cho nên rằng là niết bàn có nghĩa là chúng ta đã dứt cái nghiệp, nghiệp thức. Chúng ta đã dứt cái là con khỉ mà chúng ta sẽ làm Phật Thánh, Thánh Nhân. Thế Phật vẽ cái tâm của mình hay không? Phật vẽ cái tâm, cái nghiệp thức của mình. Vì mình tái sanh hồi sáng liên tục mà. Cái đuôi của con khỉ, cái đuôi của con quỷ vô thường đó liên tục vậy nè. Hết con khỉ này, con khỉ kia, khỉ này, sanh liên tục, chứ không bao giờ dứt. Và bây giờ nó đau khổ thêm chuyện nữa. Là học rồi đó nhé. Bây giờ học rồi với sư với hương nhé. Học rồi với nhiều quý thầy. Không học thì là tái sanh không nói gì. Mà bây giờ quét trang bóp nữa đây nè. Học rồi có chịu dừng chưa nó mới là đau khổ đấy. Thấy không? Phải không nè? Cái khổ là người ta không biết đường đi, người ta lạc nói gì. Mình biết đường đi tặng quá, giờ không biết mỗi người lấy hết trơn năm tùng sách rồi. Lấy hết trơn năm tùng sách, tiểu ban khác của cô Như Chiếu của nó báo cáo sư phụ nha, chỉ còn mốt cuốn này thôi đó. Người ta là 50, đem qua là 50 bao, năm tùng 250 bao đó, còn bốn cuốn này đó là biết đường đi đó. Nhưng mà bây giờ đau khổ là biết đường đi rồi vẫn đi lạc mới là đau khổ. Phải không? Vẫn đi lạc mới là đau khổ. Mà không chịu đi thì cũng là đau khổ. Người ta không có sách, người ta không có nghe thì người ta lạc là đúng rồi. Mà mình nghe, mình có sách, có băng giảng, có YouTube đủ thứ, mình vẫn đi lạc mới là đau đấy. À, cho nên ngồi thôi bây giờ sư mà chắc gói sư lên máy bay rồi quý vị biết sao lưng lạc hay không lạc, sư không biết được nào nữa. Thành bây giờ tự mỗi người tự nắm cái cảm năng và tự đi hướng, rồi mai mốt về cực lạc rồi gặp nhau destination ở chỗ đó thôi. Còn destination của Kali này thì về chùa Hương Sen gặp tiếp rồi đi tiếp, hóa thành là thành của chùa A Tước Hương Sen, đó là như vậy rồi. Thế thì chúng ta là thức lạc, là con khỉ. Rồi bây giờ Phật vẽ tiếp cái vòng kế tiếp nhóm chúng ta, tranh kế tiếp. Đấy, màu cái tranh màu đó, quý vị thấy cái anh chèo thuyền không? Thấy rõ không? Màu đó ha, nhưng mà nhìn màu trắng nó rõ hơn. Rồi bây giờ màu trắng đây. Khổ sai. Vì sao vậy? Tại cái nút rồi đến là xong rồi mình mới dừng được rồi, đúng rồi. Rồi cái này nó rõ hơn hồi nãy sư nói hồi sáng đó. Ở trong chiếc xe này, nó trong chiếc tàu này, nó ở trong chiếc thuyền này, nó có bốn cái gì đó, bốn cái gì? Đất, nước, gió và lửa. Rồi, tức là đất, nước, gió, lửa là ai đó? Là mình. Là cái thân này. Anh chèo thuyền là ai đó? Đúng vậy, thân. Mình là người lèo lái cái thân này, phải không này? Mình muốn đi chùa là mình bưng cái thân này lên chiếc xe hơi. Mình rời hướng về Linh Sơn, rinh cái thân này trên lầu, cho nó ngồi trên ghế. Tức là chính mình là lèo lái cái thân này, bắt nó ngồi ở đây, phải không nè? Rồi một hồi nó muốn đi đâu thì mình ra lệnh nó đứng lên, đi xuống và đi về. Cho nên mình là người lèo lái cái thân tứ đại của mình. Cho nên mình là cái anh chèo đò. Nhớ mình đem có chèo đò mà là lái xe hơi. Ai có xe hơi thì ké tài xế khác lái giùm mình, phải không nào? Đấy, thế thì chúng ta là những người lái cái đất, nước, gió lửa này trên dòng sông gì đấy? Sanh tử chạy miết, biển là mênh mông, sông cũng mênh mông, đi hoài không biết cái chỗ đậu. Trong đây nói sao? Danh là tâm, là người chèo thuyền. Sắc là cái thân này, đất, nước, gió, lửa trên thuyền.
Đức Phật gọi là gọi bào thai danh sách trên dòng sông sanh tử Phật hay ghê. Ngài ngồi 49 ngày là Ngài thấy cái này thành Phật nè. Bác nào tối nay tìm cái gốc cây mù u nào ngồi cái thấy cái chuyện này cái với bác cũng thành Phật luôn nhé. Gốc cây đa bồ gì đó ngồi, chứ mà mấy bác mà ngồi với chánh điện này chưa thấy ông Phật nào mà ngồi với cái máy lạnh này mà thành Phật hết trơn hết trọi á. Thành ra mỗi nhà phải trồng một số cây để coi cái thời điểm nào đẹp ngồi với gốc cây quán người. Bây giờ Phật vẽ cho sơ đồ rồi đó, ngồi quán cái đêm đó là giác ngộ là thôi là Phật tử tới uống chuối chè xôi là ăn củi thả luôn đấy. Đấy nha ha. Đấy vậy cho nên rằng là đây là dòng sông sanh tử. Phật ngồi đây Phật giác ngộ, Phật vẽ ra rất là dễ hiểu ha. Rồi giờ bắt đầu Phật vẽ mình tiếp nè. Lục nhập là gì? Lục nhập lục là gì? Sáu cái gì? Nhập là gì? Nhập là vô. Mấy vị người tạo này biết tiếng Hán đó, nhập là vô. Sáu cái nhập vào là tượng trưng cho cái gì? Sáu căn, tức là cái thân của mình. Nói cho sư nghe, cái cửa thứ nhất nhập vô là cái gì? Mắt. Phải nè, tối ngủ hay thôi sáng mở mắt ra thế là nhập vô liền. Là đồ ăn sáng đâu, nước uống đâu, đi tắm đâu, đi nhà vệ sinh là nhập vô liền phải không? Mở mắt ra là sắc nó nhập vô liền. Mở lỗ tai ra nghe, mở ra nghe đâu, còi đâu, cái gì nữa? Đó, đủ thân thanh vô. Rồi gì, mũi đâu, mùi thơm của chiên xào, chiên nấu gì vô, mùi thơm của nhang vô. Lưỡi đâu, ăn sáng, uống sữa, uống nè. Thân đâu, bận áo này nó mềm hơn, bận áo kia nó ráp quá, rồi này kia mở máy lạnh, mở máy nóng. Ý đâu, mở cửa ra thâu nhận, điện thoại, telephone, internet, email, để mà con khỉ nó làm gì tiếp tục, phải không nào? Thành ra mỗi ngày cái thân của mình là nó nhập vô con mắt, nó nhập vô lỗ tai, nó nhập vô, cái gì cũng nhập vô. Cho nên mình là cơ cái nhà mà sáu cửa mở toan ra. Phải không nào? Mấy bác thấy ở đây không? Thì vẽ sáu cái cửa mở toan ra, cửa sổ cũng mở, cửa này cũng mở, mở toan ra. Khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta xoay tâm vào, tức là sáu cái cửa này được đóng lại. Tức là sáng ở bên trong. Nhớ nhà mình thì thích sáng ở bên ngoài, cho nên trang trí ở bên ngoài thiệt là đẹp. Chuyện gì trên trời dưới đất cũng biết hết. Mà ông Phật Thích Ca lắm cho phương thuốc gì thì chưa có ai biết. Ví dụ như vậy. Đấy. Cho nên là Phật nói là chúng ta là căn nhà với cái lục nhập này. Chúng ta không khác gì căn nhà có sáu cửa. Tối ngủ tức là tạm cho căn nhà nó nghỉ ngơi, sáng mai nó tiếp tục, nó mở con mắt ra, nó chắp tay chắp nháy để nó tiếp tục, nó thâu nhận. Cho nên cuộc đời của mình là gì? Cuộc đời của mình có nghĩa là căn nhà mở ra để thâu nhận. Khi nào cái máy này nó mệt, nó hết thâu nổi rồi thì nó nằm, nó đợi cặn tử nghiệp để nó qua chỗ khỏi khác. Làm con rắn thì có con căn nhà của con rắn cũng có sáu cửa. Phải không nào? Làm con mèo thì cũng là căn nhà có sáu cửa. Làm con heo, loài gì nó cũng là một cái căn nhà sáu cửa. Học rất là hay. Lục nhập. Rồi tiếp tục. Ôi chà. Rồi đây, cái xúc này, cái xúc chạm mà nào cũng nhất đây. Rồi đây vẽ cái gì đây? Xúc là tiếp xúc, tiếng Anh gọi là touching, tức là đụng nhau. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Trong đây, trong những cái tiếp xúc mà nặng nhất là tiếp xúc nam và nữ. Trăng thanh gió mát mà không có người thứ ba trên đây, tức là có hoa hồng rồi công viên nó vắng vẻ, tức là nó sanh những cái chuyện mà chỗ cái nhân sanh tử. Thì Phật nói cái này ấy, mà thơ văn mà tình yêu tán dương thì đối với nhà Phật
cái này nó là cái nguồn để tạo ra cái dòng song sanh sanh tử. Mà bây giờ nếu mà không phải nam nữ, hồi nãy nghe nó câu hỏi gì mà gây đó, hai ông nam, hai người nam với nhau, hai người nữ với nhau, hỏi quý vị có tạo dòng song sanh tử không? Có không? Có bằng cách nào? Nó có đẻ con đâu hả? Có không? Luyến ái làm hạt giống. Họ đẻ con bằng sao? Thụ tinh hả? Sinh con nuôi hả? Sinh con nuôi thì là thuê con nuôi thì là ai đẻ? Không có cần đẻ hả? Thụ nhân tinh nhân tạo. Thì bây giờ nói về cái họ không phải nam nữ giao hợp như bình thường, là cái nhân sanh tử về đẻ con, sanh con đẻ cái, tiếp tục như vậy là cái nhân sanh tử. Nhưng mà họ cũng luyến ái, phải không nào? Nhưng mà cái bệnh thay vì luyến ái người khác giống thì luyến ái người cùng giống với mình, thì cũng là cái nhân sanh, sanh tử thuộc về dạng đặc biệt, nhưng mà cũng là cái xúc đặc biệt. Trong đây Phật dạy sáu căn xúc với sáu trần, nhưng nguy hiểm nhất là nam nữ hai thân xúc chạm nhau. Nhưng mà thời bây giờ mà nữ nữ xúc chạm nhau cũng là nguy hiểm, nam nam xúc chạm nhau cũng là nguy hiểm, tranh vẽ hình trai gái đang ôm nhau, đây là nguồn chảy thành biển trầm luân sanh tử thế gian. Phật nói hay chưa? Mình tán dương ở ngoài xã hội, tán dương này kia vân vân, thì đối với Phật đó là cái nguồn chảy thành biển trầm luân sanh. Cho nên cái người xuất gia đầu tiên đắc y này, cái giới này phải giữ thì mới dừng cái biển trầm luân sanh tử, mới dừng cái việc. Còn ai mà thích yêu, thích thương, thích được chiều chuộng, thích được yêu mến là nó sẽ còn trầm luân nhiều lắm. Thích làm đẹp để người khác yêu mến mình là cũng trầm luân sanh tử. Đấy, phải để ý từng cái tu tập giữ giới để mình có tự nhận vận, để có cái nét đẹp tự nhiên của thánh hiền thì cái đó nó khác. Mà đẹp yêu gợi hay là đẹp để cho người khác phái, nó là cái ngầm ngầm của cái chủng tử trầm luân sanh tử ấy. Cho nên Phật nói mái tóc cạo phân đi, áo hoa hè dẹp qua luôn, bận màu lam đơn giản thôi. Đấy, thế mình có cái nét đẹp của trầm xuất thế, cái nét đẹp của xuất xuất thế, ra khỏi cái dục nhiễm của thế thế gian. Vì cái xuất này là cái dục nhiễm của thế thế gian. Phật vẽ rất hay. Bây giờ đến bức tranh kế tiếp mà sư rất thích á. Sư thích đầu tiên là bức tranh vô minh nhé. Bức tranh kế tiếp là sư thích này. Bức tranh này rất hay. Đến bức tranh gì đây? Thọ. Thọ là sao? Feeling. Thọ là cả receive. Bữa nay quý vị cúng dường, xin nhận. Cúng dường sư, xin nhận để làm từ trôi về là nhận. Thọ. Rồi, thọ vẽ hình ảnh gì đây? Bây giờ Phật nói chúng ta đó, cả thật đời của chúng ta nhận vui buồn, nhận đủ thứ cái cảm xúc, thì Phật nói chúng ta là giống như những cái anh hay những cái chị tự cầm cái gì? Hai cái mũi tên rồi đâm vô con mắt của mình. Cái triết lý của Phật rất là hay cái chỗ này. Bây giờ cái bác ngồi đang bình tĩnh chả các cây mũi tên nào hết á, nhưng mà Ngài ngồi trên đó, Ngài ngó xuống đó, Ngài thấy nhớ chúng ta đều là những người đang cầm mũi tên tự đâm vô trong con mắt của mình. Chúng số một cái nhảy hí ha hí hửng, là tức là một mũi tên đâm vô. Ai phiền chỉ cái ngồi khóc phu phu là một mũi tên đâm vô. Buồn vui hỉ nộ ái ố, phải càng nhận một mũi tên gì mà cho nó là thật á, mà được biểu tượng cảm xúc á, là mũi tên đâm vô. Chưa nữa, chị đó nói xấu mình tức quá là một mũi tên đâm vô. Nghe nữa nè, tức quá chịu không nổi, ngủ không được, email cho bạn mình, điện thoại cho bạn mình, nói cho cha mẹ mình nghe, nói cho sư cô nghe, than phiền cái này, than phiền cái kia, tức là rút cái mũi tên
đâm tiếp vô cái người bà con của mình, đâm tiếp vô cái người bạn của mình ở Mỹ, ở Montreal, chứ mà cũng đâm tiếp qua Canada, đâm tiếp qua Việt Nam, đâm tiếp qua Úc, qua cái phương tiện của Ý. Email quý vị nhận chuyện này chưa? Tức là đối với Phật á, là phải giữ cái tâm bình, bình thản, giữ cái tâm tự, tự tại đối với trước sóng gió của cuộc đời. Chúng ta mà chưa được như bát phong suy bất động đó, mà chúng ta bị thất tình lục dục xoay chuyển, thì chúng ta thọ những cái đó, thì chúng ta tự đâm vô con mắt của mình để làm mình mù thêm. Cho nên bà già mù, bị mù là không phải ai làm mình mù, mà chính mình tự tạo mũi tên mình đâm vô con mắt của mình. Thế Phật hay không? Cho một tràng vào tay để nhớ chuyện này. Đây là cái bức tranh mà tôi rất là thích, cái bức tranh này. Lạc thọ, khổ thọ, si thọ đều là những cái khổ mà tự mình lấy cái mũi tên đâm vào mắt mình rồi đâm vào mắt người khác. Cho nên thiền, bên thiền là người ta không là như vậy. Người ta biết mũi tên, cho nên người ta dẹp hết những cái hình tướng đó, xoay mặt vô tường, không có tự đâm mình. Còn nhớ mình, chị nói gì hả? Xách ghế ngồi kia bên, nói lớn lớn để nghe cho nó rõ con. Rồi nghe rõ nữa, rồi chưa record nữa, rồi send, rồi forward này cho đầu này đầu kia. Cô cha là tiếp tục chuyển cái mũi tên đọc cho nhiều người. Còn nhà thiền người ta đẩy qua một bên hết. Chị nói gì kệ chị nha, thôi tôi xoay mặt vô trong tường giống Bồ Đề Đạt Ma là 9 năm giác ngộ, có nhận ra chưa? Cho nên rằng là học cái này rồi, bớt nói lại, tịnh khẩu lại, đoan nghiêm lại, bớt truyền những cái chuyện mà Phật nói rằng là mũi tên đâm vô mắt. Đó là lý do nhà thiền không có rộn ràng trong những cái thị phi. Đối với nhà tịnh độ thì niệm Phật nhiều, đừng có bàn bạc những cái chuyện này. Thì như vậy là chúng ta không đâm cái mũi tên vô con mắt của mình. Đó nè, còn là mình mà còn thị phi nói tới là tự mình đâm vô. Rồi. Ái đây vẽ cái hình gì đây? Cái người này đang làm gì? Ăn nhậu trong đây có ai không vậy? Ăn nhậu, ảnh ngồi trên bàn, ảnh ăn cái gì đây? Ôi cha, như có vẽ cái hình rõ quá kìa. Đuôi gà phải nè, hình rẽ đuôi gà. Ok, rồi cái gì nữa? Cá, rồi gì nữa? Rượu. Rồi rượu ở trên bàn đang sắp hàng để ghép like để đi vô cái miệng của ảnh đấy. Đó nè, rượu đang ghép tay để đi vô đấy, phải không? Rồi, ở dưới đất thì có cái gì nữa? Những chai rượu uống rồi ngã nghiêng, phải không nè? Đây là nói về cái ái. Ái có nghĩa là gì? Thường là cái anh nghiện rượu với nghiện xì ke ma túy, anh nó có khó bỏ không? Khó lắm, phải không nè? Ái có nghĩa khi yêu rồi á, khi thương rồi thì muốn giữ lấy mình. Bởi thương chỉ quá cho nên làm lễ sắm cưới rinh chỉ về. Thương ảnh quá cho nên làm lễ đám cưới rương ảnh về. Sư nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không có kể câu chuyện vui lắm. Hòa Thượng nói cưới thì cưới vậy chứ về bắt đầu 3 ngày cái xin ly dị vậy. Mà hỏi ly dị sao cưới chi, nó bởi vì cái gót của ảnh đẹp quá. Thế ảnh cắt tóc rồi cái gót nó gáy nó đẹp đó. Mà nó sao thương có cái gáy mà rinh nguyên con người về vậy? Nó tại vì cái gáy đẹp quá cho nên rinh nguyên con người của ảnh về để mỗi ngày thấy cái gáy của ảnh, mà mới được 3 ngày cái sinh ly dị đấy. Thì ý là nói rằng là trong cái ái này á, mình về cái sắc dục nhiều, về cái sắc tướng nhiều, nhưng mà khi hai con người chung đụng với nhau, nhất là ở Mỹ với Hoa Kỳ này, khi mà mỗi người cũng có thể tự lực được, rồi với sự hỗ trợ của chính phủ nữa, cho nên cái ly dị rất là thường. Cho nên ái là thủ ái, thương rồi thì muốn giữ. Thương thích ra nhìn cái áo này ái, đừng có nghĩ ái này là chỉ có nam nữ yêu nhau. Ái này có nghĩa là chúng ta thích ai like thì nó cũng là ái. Thích cái áo này, thích cái hoa này, mà khi thích cái gì thì cái thói quen của chúng ta
ta thích cái gì thì chúng ta muốn sở hữu, phải không nè? Thích cái mắt kiến thì phải mua bằng được cái mắt kiến. Thích chiếc xe này thì phải mua bằng được chiếc xe. Thích con người này thì chỉ rinh cho bằng được con người đó đó về, mà rinh không bằng được đó thì có những người phá hủy cái người đó. À, tối trước khi lâu lâu sư cũng đọc cái tin News Việt Nam, Red News, thấy cái mục mà pháp luật đó, nhiều người đó, trai gái bên ngoài đó, họ không biết đạo đó, mà họ nặng về cái tình yêu này đó, họ không có biết quán giả quyển đó, cho nên yêu không được đó, là tà khắc xích người ta, yêu không được thì giết người ta, yêu không được đó, cha mẹ không cho cưới giết của cả cha mẹ luôn, thấy ghê như vậy. Thì những cái này Phật nói là bà già mù đi trong rừng xương sọ mà tạo cái nghiệp ác, mà họ không có hiểu đạo rồi thì cái sắc dục rất là nhẹ, hiểu đạo rồi thì mình chuyển cái tình yêu nam nữ, tình yêu trai gái trở thành tình bạn thiện hữu tri thức, thành tình bạn đạo với nhau. Như bác Phật tử nói, từ khi con hiểu đạo rồi là chuyện hai đứa con như là bạn với nhau, giúp với nhau cùng đi chùa, giúp với nhau làm việc chùa, giúp với nhau nguyện làm gì, chứ chúng con không có muốn chung đụng nam nữ để tạo cái nguồn trễ dài biển dài trầm luân sanh tử đó. Vẫn là bạn chứ đừng có phủi, là vì nếu mà đó người ta tốt mình cũng không phủi. À, vẫn là bạn để cùng tu tập với nhau, vì cũng có duyên nợ với nhau cho nên mới đến với nhau. Nhưng mà cái ái ở đây tức là chúng ta say mê chấp thủ, giống như người mà thích rượu cá nhậu rồi, bợm nhậu rồi thì khó bỏ lắm, ý của Phật là như vậy. Ái như người say rượu, tay cầm một chai trên bàn còn mấy chai nữa, khát khao thọ cảm vẫn vô tận trong lòng, phải không? Như ta gọi là lòng tham vô đáy, thương một người rồi đủ rồi còn muốn người khác, rồi muốn cái này muốn nữa không bao giờ về dừng. Ái dục ngọt ngào khiến càng say sưa mất chánh kiến. Sở dĩ Phật dễ cái người say rượu vì Phật nghĩ rằng là cái người mà thọ cái ái dục này cảm thấy ngọt ngào giống như đang được nhậu vậy đó. Nhưng mà như vậy nó chỉ đưa mình đưa vào đường mê, đưa vào mất chánh kiến thôi. Do đó có thọ nên có ái, ốm ái mà không được thì thanh ốm, ốm mà không được nữa thì hại hủy người khác, ghê lắm. Cái tâm của chúng ta nếu chúng ta không làm chủ thì nó dễ đưa mình đi trật đường. Thế mà những cái chuyện mà khủng bố trên xã hội này đều từ cái tâm đi trật đường hết. Tự nhiên nghĩ là giết người khác là cái thánh đạo, tự nhiên giết người khác là cái thú vui mà mình thấy ác vô cùng, đều là do cái tâm đi trật đường hết, cái tâm không hiểu đạo. Thì Phật nói người mà lao vô cái ái này, mà xã hội này thiệt sự không có cái ái này ai cũng làm thánh dễ, nhưng mà vì có cái ái này, phải không? Quý bác nghĩ đi, vì cái ái nhiễm này cho nên nhiều người không chịu đi tu, phải không? Không chịu sống độc cư một mình, cho nên chỉ một cái ái dục này thôi. Cõi trời cũng có cái ái nhiễm này, nó rất là nặng, mà giải thoát thành Phật thành thánh thì cái chuyện không còn tình ái nhiễm, nhưng mà còn tình thiện hữu tri thức, còn tình đạo với nhau, tình bạn với nhau thì được rồi. Bức tranh kế tiếp, khi chúng ta ái rồi thì như thế nào? Thủ, mình thấy cái anh này đó, ảnh vươn lên để anh làm gì? Ảnh hái trái, tức là ảnh muốn, ảnh thích cái trái cây này, cho nên ảnh muốn cầm cái trái cây và ảnh muốn giữ cái trái cây này trong tay. Khi chúng ta thích cái gì thì chúng ta muốn sở hữu cái vị đó, cho nên tình yêu cao thượng hay là tình thương cao thượng đó, là mình không cần sở hữu, mình vẫn giúp, nhưng mà để cái đó là tự nguyện hay tự phát. Ở trong cuộc đời này là do thủ là nắm giữ, thích nắm giữ càng nhiều càng tốt, vì vậy nó gây cái nhân sanh tử. Thủ ở đây nói gì? Tâm đã có ái
và ố, tức là có thủ chấp. Khi yêu ghét đã quyết định thì hăng hái tạo nghiệp. Yêu rồi thì mình hăng hái lấy cho được người yêu, mà ghét thì mình hăng hái hoại cho được cái người ghét đó. Cho nên Phật dạy vẽ một người đang cố vươn mình lên để hái trái, để có thể quả độc quả lành, không biết xả đi để tìm niềm vui tinh thần. Chúng ta tu là niềm vui tinh thần. Cho nên volume nhạc của xưa, cái đĩa nhạc số 10 của xưa là tên là Về Chùa Hương Tu. Cho nên rủ quý bác về chùa Hương Sen tu xuất gia là để mình tìm xả cái vật chất đi, để mình tìm cái niềm vui tinh thần, mình tìm cái niềm vui an ổn tinh thần. Sư ngó thấy nhiều bác Phật tử, tiếp xúc nhiều bác Phật tử, nhiều vị lao sao trong cuộc sống khổ, rồi con, rồi cháu sao? Trong khi sư ở chùa, sư thấy rất là bình an. Chùa sư ở xa, ngày tụng ba thời kinh, ăn chút cơm chay đơn giản, rồi tâm nó thanh bình, rồi tưới cây, rồi quét sân, nó không có bị xáo động. Lâu lâu khách Phật tử đến thì nói chuyện, xong rồi tiễn khách đi, tặng quà, ai cúng thì nhận, ai không cúng cũng không có sao. Sống rất là bình yên, mà sao không chịu người về đó sống vậy không biết nữa. Mà ở ngoài thì nó lao sao mà rên đủ thứ ấy, mà sao lại chịu ở bên ngoài. Sự tiếp xúc thì thấy rên người nào cũng có cả một cái bể khổ, con rồi cháu rồi chồng rồi vợ rồi công ăn việc làm. Mà lâu lâu mấy Phật tử cũng tới nếm cái nếp sống của Hương Sen vài ngày, mà sư thích. Cho nên sư mới nghĩ là cái người nào thật sự mà muốn sạch nghiệp á, người đó vô chùa mới được, phải không? Tại vì vô chùa rõ ràng không có tạo cái nghiệp xấu được, vì sư thích thanh bình á, chùa sư là thanh bình á. Giống như sư nói cái người nào, sư dùng cái chữ này, cái người nào thật sự muốn dừng mới về Hương Sen được. Dừng có nghĩa là không còn muốn xách túi chạy nữa đó thì mới về được, chứ còn xách túi chạy thì là không về được đâu. Là vì mà người thật sự dừng đó, thì các chùa như chùa Hương Sen là một cái lý tưởng. Chỗ sư à bông chen giả tỉ như chùa thành phố thì còn nhiều việc, chùa sư cách Phước Lộc Thọ một tiếng, nhưng mà đại khái chỗ đó giống như cái vùng thôn quê đó, thành ra rất là ai mà thật sự muốn dừng á thì rõ ràng đó là cái điểm lý tưởng để cho họ một ngày vài miếng cơm trong bụng để đi tới đi lui được, tụng kinh ngồi thiền làm công quả, đọc kinh sách tăng trưởng cái tâm đạo tuyệt vời vô cùng. Mà sao thấy hay quá mà rủ hoài cho các bác kinh tí không? Sao mà thích ở bên ngoài, mà ở bên ngoài quá trời khổ, thích đi kiếm chút tiền làm chút phước mà thêm bù vô đó rất nhiều cái khổ. Trong khi về chùa như vậy, cái nghiệp của mình nó lặn xuống. Không biết vì sao ở ngoài nó có cái gì hấp dẫn dữ vậy. Đó, phải chịu dừng mới được, cái người phải chịu dừng. Nhiều người nói hay lắm, nhưng mà về cái vài ngày đó, thôi con quen rồi, phải về nhà có tivi rồi, phải có nhạc rồi, lâu lâu con cháu happy birthday. Ở đây sao nó im lặng quá, nó tu rồi, nó im lặng, nó bình bình quá, ta chịu nổi. Đó nè. Thế thì người ta quen với cái cách sống ngoài xã hội đó, cho nên vậy. Cho nên sư làm cái đĩa nhạc về chùa vui tu là như vậy. Đĩa nhạc số 10 của sư là về chùa vui tu để thanh tịnh cái tâm, thì người đó mới, thì mấy vị mà lao ra ngoài thì đừng có lên khổ nha. Còn về chùa là rõ ràng không có khổ, vì mình không tạo nghiệp là mình không có lao sao, không có khổ. Cho nên cái người mà thật sự dừng á thì mới về được. Cho nên vô não mới nói chứ Đức Phật ơi làm ơn dừng mình xuống, dừng lại dừng, sao tôi rượt hoài mà con Phật rồi đi mà sao tôi rượt không kịp. Làm ơn dừng lại đi, để tôi nói cái này, tôi muốn xin cái ngón tay út của Đức Phật để tôi nhân cho thầy của tôi, mà tôi chạy hoài không được, xin dừng lại đi. Phật nói là ta dừng đã lâu rồi, chỉ có con dừng đi. Nói con ổng nói chứ dừng cái gì bây giờ, Phật nói Phật dừng cái gì, thấy Phật vẫn đi mà Phật nói Phật dừng cái gì. Phật làm ơn Phật đứng lại nói không, ta dừng từ lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng thôi, ngươi dừng lại dừng đi. Thế đó, tức dừng cái này tức là dừng cái tâm của mình đi, dừng cái tâm ái của mình đi, dừng cái tâm của mình đi, thì thật sự là mình thấy Phật.
còn còn chạy lao sao mà cứ muốn thấy Phật, cầu thấy Phật, muốn thành Phật, muốn bớt khổ, mà cứ tạo đủ thứ muốn bớt khổ, muốn thành Phật, rên đủ thứ mà cứ thích lao lao vô đó, thì không biết làm sao mâu thuẫn vậy. Trong khi đời sống ở chùa rất là bình đẳng, nhưng mà mình không có tạo nghiệp xấu. Và the rest of life, tức là cuộc đời của mình còn lại, nó rất là trong sáng. Sư thấy nó rất là ý nghĩa. Từ cái cảm xúc đó mà sư làm ra cái volume số 10, tức là về chùa vô tu. Rồi, chúng ta qua cái bức tranh kế tiếp. Đài hai đây. Bà bầu. Ở đây dù đàn ông đi nữa Phật cũng nói là bà bầu luôn. Tức là đàn ông, đàn bà, trẻ con, chị đi nữa mà chưa có về chùa vui tu, chưa có cái này kia, thì Phật nói rằng là chúng ta cũng đang tiếp tục gieo cái nhân sát sanh tử. Tức là chúng ta còn tái sanh thì chúng ta tái sanh, tức là chúng ta có cái nhân để tái sanh lại thì chúng ta vẫn là bà bầu. Bà bầu có nghĩa là một cái thai nhi sắp sửa ra đời, sắp sửa có một cuộc đời mới, sắp sửa có một cái sức sống mới, thì là có một cái đời, có một cái tái sanh. Còn các đức Phật phải gọi là thánh thai, có nghĩa là các ngài ra đời là một bậc thánh đem thông điệp giải thoát cho cuộc đời. Còn chúng ta thì có thể đem một cái lợi ích gì đó nhỏ nhỏ cho cuộc đời, cho gia đình, mà cũng có thể đem một cái hại đến nếu chúng ta không gặp môi trường tốt. Tuy nhiên đều là tái sanh. Ở đây dạy cái gì? Thủ á, hễ chậm nha, số 10 nha. Hễ thủ chấp liền tạo nghiệp, nên vẽ bà thiếu phụ mang thai. Tạo nghiệp là gieo vào tạng thức một cá nhân để ngày mai có quả báo trong 6 nẻo luân hồi. Năm giới là cái nhân sanh về cõi người. Cái bà bụng bầu này tức là chưa biết ra sẽ là về cõi trời, cõi người hay cái gì, cho nên bây giờ Phật khỏe nói nè: năm giới là cái nhân sanh về cõi người, 10 giới là cõi trời, mà có thiền định thì lên cõi trời sắc giới và vô sắc. Sắc giới Phật vẽ rất là rõ thế. Kim chỉ nam, quý bác ở đây mà giữ năm giới cho trọn vẹn nhé. Đừng có 2 giới rưỡi, 1 giới rưỡi, 3 giới rưỡi, 4 giới rưỡi thì mình không có thể làm cõi người được đâu. Mình sẽ làm loài thú, mà loài thú xinh đẹp, loài thú được hưởng, được người thương hơn. Còn phải giữ năm giới thì mới lên cõi người. Tất cả những hành vi thiện lành mà không có trí tuệ bát nhã thì sao? Soi sáng đều có năng lực tiềm ẩn để trổ quả trong tương lai và kéo dài quá trình sanh tử. Rồi bây giờ sẽ đến cái bức tranh kế tiếp. Đây ai đấy? Mình đây, bây giờ sanh ra. Khi mình một đứa trẻ sơ sanh đã có thân hình, ắt có sợ hãi, ắt có sanh già bệnh chết, ắt có, chờ Phật dùng đây, một ổ phiền não. Thấy Phật dùng cái từ hay không? Ổ phiền não. Có phải mình là một ổ bệnh phải không? Thân mình là một ổ bệnh, đủ loại bệnh. Thân mình là một ổ vi trùng, đủ loại vi trùng. Thân mình là một ổ phiền não, vì từ hồi nhỏ tới lớn bây giờ mình suy nghĩ lại coi, mình đủ thứ buồn phiền, thương yêu, đủ thứ cảm xúc. Đây là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Cho nên thiệt sự khi chúng ta có một đứa cháu, đứa con gì ra đời, chúng ta happy birthday, chúng ta mua bánh, mua bong bóng rồi đốt vân vân. Chứ đối với Phật, khi một người ra đời là Phật nghĩ đây là bắt đầu có cả khổ đau, đau khổ. Có phước thì còn ít khổ, chứ mà vô phước, trời
là tai hại cho cả một nhà, cho cả một đại gia gia đình. Cho nên đối với Đức Phật nó là một nguồn đau đau khổ. Rồi khi mà sanh ra, có sanh rồi thì có sao? Già, bệnh, chết và vô quan tài. Nè, hồi nhỏ mới vô chùa mà nghĩ mình có ngày mình sẽ vô quan tài nằm thì cũng buồn, nghĩ tại sao mình có cái ngày như vậy. Nhưng mà sau này lớn lên rồi nghĩ lại, vì sao mình buồn? Vì mình nghĩ thân này là giới hương, thân này là mình. Sau này quán rồi, cái này không có giới hương. Giới hương tạm nương cái bánh xe này, nương con mắt lỗ tai để đi bằng pháp chỗ này chỗ kia, không có một cái giới hương thật thì tự nhiên là buồn. Quý bác tập quán như mấy cái nhỏ nhỏ này mà nó hay lắm. Còn mà tập còn nghĩ có mình là sẽ có buồn. Mà rõ ràng nó thật như vậy, cho nên đạo Phật là vô ngã. Nãy sư nói mất con mắt, mất cái tay, mất từng ngón ra, cắt ngón tay rồi cái lớp ngón tay của giới hương mất tiêu. Cho nên rằng là nhân duyên 12 cái phần đó mà nó có cái sinh mạng này, nó có cái tâm thức con khỉ này, nó có cái thân tứ đại đám nước này, nó gá vô để nó hoạt động. Khi nghiệp hết, khi thọ mạng hết, khi không có oan gia hay trái chủ nó hại thì tan. Thuận duyên thì đến giảng, không thuận duyên nó tan thì thôi, không có gì khóc lóc, không có gì hí hửng. Tất cả đều tự tại không như có. Con khỉ, mình nắm cái ý đó là cái ý Phật muốn cho mình. Phật muốn vậy. Nhiều người cứ theo cái bánh xe, ông bà nội, ông bà cố sanh ra đẻ con, đẻ cháu rồi chống gậy rồi vô quan tài. Cha mẹ cũng sanh con, đẻ cháu rồi sống gậy rồi già rồi vô nè. Rồi chúng ta cũng sanh lên, sanh con, đẻ cháu rồi cái gà còng lưng này chống gậy vô quan tài. Chúng ta cứ theo cái vở kịch đó, cứ đi tới đi lui hoài, cuộc đời là như vậy. Nhưng mà Bậc Thánh thì các ngài không chấp nhận cái vở kịch này. Bậc Thánh là không chấp nhận cái vở kịch này. Cho nên đối với Bậc Thánh là các ngài phải tìm cái phương pháp để chấm dứt cái vở kịch này. Đó là lý do mà Đức Phật, mà Thái tử Sĩ Đạt Đa phải đi dạo cổng thành và tìm cái cách nào để thoát khỏi cái sanh già bệnh và chết. Mà do ngài như vậy thành ra 49 ngày ngài đã vẽ thấy được cái vòng này. Tự nhiên ngài thấy được do vô minh, thấy không? Mình bây giờ Phật vẽ cho mình cái sơ đồ rồi mình thấy nó make sense, tức là mình thấy hợp lý. Chứ còn Đức Phật là người mà trước Đức Phật không ai, cái nguyên lý này nó đã có sẵn trong cuộc đời rồi, nhưng mà tự ngài là người khám phá ra mới là hay. Hoặc là chân lý mà tự ngài đã nhận nó ra. Vì cuộc đời thì cái nhân quả, cái lý này thì lúc nào cũng tiềm ẩn. Chỉ có cái mình nói lên được, mình thấy được. Tiếng Anh gọi là create, tức là sáng tạo. Event, tức là làm ra. Thì Đức Phật không phải là làm ra cái nguyên lý 12 nhân duyên này. Tự nó đã có sẵn trong cuộc đời. Mà ngài nhận ra từ cái bước này đến cái bước này, đến cái bước này, đến cái bước này. Cho nên có nhóm chúng ta ngồi ở đây. Mà nếu chúng ta không có dừng một cái bước nào thì cái dòng này nó sẽ tiếp tục. Do ngài thấy cái này trong đêm thứ 49 mà ngài trở thành Phật. Rồi, chúng ta đọc đây. Đã có sanh tức có già chết, sống chết là một chuyển tiếp. Đức Phật không can thiệp vào đường đi của nghiệp lực. Hay nghe chưa? Đức Phật không có can thiệp. Sư Giới Hương hôm nay ngồi dưới đây cũng nói cho quý bác nghe, hướng dẫn quý vị Phật tử cũng không có xen vào cái đường đi nghiệp lực của từng vị. Hồi nãy một bác nói đạo Phật là tự mình phải làm hải đảo của chính mình. Các ngài chỉ hướng thôi. Nguồn gốc của tất cả, Đức Phật chỉ giảng về cơ cấu và tác động của nó. Hay chưa? Đức Phật giảng cho chúng ta biết vì sao chúng ta ngồi hiện hữu lù ở đây. Hồi nãy sư dùng từ đó là vì chúng ta có 12 cái quen này. Từ lúc chúng ta làm bà già, từ lúc chúng ta là ăn sợ gớm, từ lúc chúng ta là con khỉ,
từ lúc chúng ta là người chèo thuyền vân vân, Đức Phật dưới cái gốc cây Ngài đã thấy rõ mười chúng ta làm những cái đó, cho nên bây giờ chúng ta mới ngồi tái, hiện hữu tái tại đây. Tương lai chúng ta sắp sửa nằm xuống, rồi chúng ta lại đứng lên một cái đời sống mới là những cái chủ này. Đọc nha. À, sống và chết là sự chuyển tiếp. Đức Phật không can thiệp vào đường đi của nghiệp lực. Đức Phật chỉ giảng về cơ cấu và tác động của nó. Nguồn gốc của tái sanh là tham, sân và si. Hay chưa? Nguồn gốc của tái sanh không có nói đủ thừa cho ai hết, mà chính là chúng ta nuôi con gà, con vịt, con heo cho nó thật nhiều. Do đó chúng ta đưa vào tái sanh. Dòng sanh tử vô tận. Gửi với bác cái dàn bài đó là coi như chuẩn lắm, đầy đủ hết ấy. Để đây cái tranh này để với bác thấy cái đuôi của con quỷ vô thường, thấy chưa? Gọi là nhìn trên tranh nè, thấy là đề là dòng sanh tử vô tận, hay là cái đuôi của con quỷ vô thường. Quý vị thấy chưa? Cái đuôi của nó gọi là vô thủy và vô trùng. Thấy từ từ nhỏ xuống mà đâu có dừng đâu. Từ cái lớn nhảy xuống nhảy tiếp nói. Tức là chúng ta là sống nè, sanh ra là chết, sanh là chết. Con mèo sanh là chết, con chuột sanh là chết, con gà sanh là chết, con người sanh là chết, cõi trời sanh là chết, địa ngục sanh là chết, không qua sẽ còn tiếp nói ngoài thôi. Mình đang đứng một cái chậm nào đó. Tranh vẽ trang số 3, cái dòng tranh tử vô tận nhé. Tranh vẽ cái đuôi con quỷ dài vô tận, vô thủy vô chung, nghĩa là trong khi già bệnh mình vẫn có nuôi cái vô minh, để rồi chuyện đủ hành thức danh sắc, vòng đủ 12 vòng, cứ thế xoay quanh mãi mãi thành vòng tròn không có đầu đuôi, làm nhân làm quả lẫn nhau, không cùng không tận. Hãy quan sát dòng vận hành của tâm. Nếu tâm là năm nghịch, 10 nghịch là nghiệp nhân địa ngục. Thế mình bỏ sản thì làm gì? Bỏ sản thì làm gì? Ngạ quỷ, tham sân si nhẹ thì làm gì? Bàn sanh, tranh hơn thua thì làm gì? À tu là năm giới kiên trì thì làm gì? Người mười giới mà có thiền định làm gì? Chán khổ sanh tử ưa vui tịch diệt là làm cái gì? Thánh thành văn, biết 12 nhân duyên và tánh không là làm cái gì? Duyên giác, làm lục độ ba la mật, tự mình lợi người lợi tha là làm cái gì? Bồ Tát, tâm thanh tịnh bình đẳng là làm cái gì? Là thành Phật. Thế cho nên trong cái bức tranh thập pháp giới vẽ cái chữ tâm ngay chính giữa. Chữ tâm này biết tu là tâm, mà không biết tu thì nó trở thành tham sân và si. Rồi quỷ vô thường, toàn bánh xe luân hồi quay trong lửa vô thường, từ địa ngục đến cõi trời đều nằm trong móng vuốt của con quỷ vô thường sanh già bệnh chết. Đức Phật dạy vẽ con quỷ vô thường có ba mắt, vì chính vô thường đã đánh thức các bậc thánh xuất gia để coi cái hình con quỷ có không. Quý vị thấy cái hình đầu của con quỷ đó, nó có đây, thấy đây, nhìn đây. Quý bác thấy con mắt của con quỷ không? Hai con mắt của nó ha, chính giữa. Mấy người Ấn Độ họ hay vẽ cái gì chỗ đây nè, là có chồng rồi họ hay vẽ chỗ đây. Thì đối với Đức Phật á, là con quỷ vô thường nó có con mắt thứ ba. Thì á, đa phần chúng ta đó là giống như là quý bác Phật tử mà đi chùa thường là vì sao quý bác đi chùa? Vì sao quý bác đi chùa? Có nhiều người nói con á chưa biết chùa đâu, nhưng mà vì con có người thân chết, con tới nhờ chùa làm đám ma, cho nên từ đó con biết đến chùa. Như vậy đa phần là từ cái nhân duyên vô thường của một người thân ra đi mà tìm đến chùa. Nếu người thân sống 120 tuổi chưa biết đến chùa đâu, giờ này ở nhà có phim rồi đấy, phải không nè?
Cho nên cái vô thường là cái con mắt thứ ba. Hoặc là mình thấy sao mình mới trẻ đó, bây giờ mình già rồi, hoặc là người đang khỏe đó tại sao bệnh rồi, hoặc mới nói chuyện mình đó, mới ngồi nói chuyện mình đó đi cầu xong, chủ đi ra khỏi cầu, mở cửa ra thấy dự lên thành cầu đi về rồi. Tức là những cái vô thường. Vì cái vô thường đó mà phải ráng tu để tạo cái nhân tốt cho mình tương lai và tạo cái nhân tốt cho cận tử, tự nghiệp. Vì vậy cho nên vô thường là một cái, mình gọi là một cái đối tượng để giác tỉnh, một cái đối tượng để thiền quán, một cái đối tượng để chúng ta đến với đạo. Kết luận nhé. Kết luận, tâm lý con người có hai hướng vận hành. Một là đau khổ dẫn đến đau khổ, hai là hạnh phúc dẫn đến hạnh phúc. Hướng một là mở ra một thế giới tâm lý của sanh tử, trong khi hướng hai mở ra một thế giới của giải thoát. Tất cả quý bác nhà mình chọn hướng nào? Hướng số 2, tức là từ hạnh phúc đi đến hạnh phúc. Bởi sống là đi tìm hạnh phúc chân thật của con người, và chỉ có một lựa chọn là đi vào hướng vận hành thứ hai, tức là hồi nãy mình nói cái nghiệp, tức là nghiệp nghiệp trắng. Quý bác là Phật tử nam, Phật tử nữ, quý thầy, quý sư cô đi lên hướng trắng. Có hai loại khổ, khổ đưa đến khổ và khổ để giết khổ. Nếu chúng ta sợ loại hai, nhất định chúng ta gặp loại một, hay chưa? Quý bác khổ mà quý bác không khổ thì chắc chắn là quý bác từ khổ sẽ đưa đến khổ. Cho nên người khôn là phải sao? Cầm cái kiếm tuệ để giúp khổ. Vì quý bác không giúp khổ thì quý bác sẽ gặp khổ hoài thôi à. Phải không nè? Cho nên phải cầm cái kiếm tuệ để giúp khổ. Chúng ta tác ý về ngã tướng của mọi sự vật, xem ngã tướng là có thật, nên tham sân si hiện khởi, dẫn đến hệ quả tâm lý dao động tác động, nên các hành động của thân lời ý biểu hiện ra 10 nghiệp bất thiện nuôi dưỡng vô minh. Cứ thế tâm lý vận hành trong một thế giới của tam giới sanh diệt, của ngã tướng sanh diệt. Nghĩa là chúng ta cho mình là thật, cho người khác là thật. Vì vậy cho nên chúng ta cứ tham sân si tạo nghiệp. Vì vậy cho nên do cái tâm động, do cái tâm vô thường, do cái tâm tạo nghiệp, cho nên chúng ta có cảnh giới chung quanh vô thường. Và khi tâm chúng ta chân thường, khi tâm chúng ta định, khi tâm chúng ta tỉnh, thì chúng ta sẽ có một cái y báo, tức là tiếng Anh gọi environment, tức là môi trường chung quanh. Khi chúng ta định, chúng ta niệm Phật, chúng ta thiền, thì chúng ta sẽ có một cảnh giới cực lạc, là lúc đó chân thiền, chân tịnh, chân ngã và chân lạc. Còn bây giờ mình ngồi đây sóng thần động đất, bang rớt xây là đủ thứ khổ chung quanh, lý do tâm của chúng ta động, cho nên cảnh giới của chúng ta động. Các bác nhận chuyện này không? Cho nên bớt làm con khỉ lại, lận lại, làm người điềm tĩnh, làm người hít nói, làm người nhìn vô bên trong. Cho nên thì người ta không là quán không là như vậy đó, là bớt những cái này để cho thế giới chân thường được hiển hiện chúng xung quanh. Tác ý vô thường tưởng, tâm vô tham, vô sân, vô si, thì mình sẽ nuôi dưỡng trí tuệ. Rồi quý bác là qua trang cuối, ngay cái phần cuối. Việc ác gọi về phần trong, việc thiện gọi về phần ngoài. Thấy ghê chưa? Ác thì gọi là trong, là vì mình ác nhiều, mình ái nhiễm nhiều, tham nhiều, cho nên nó thành cái phẩm trong của chúng sanh. Vì mình là chúng sanh mà, mình cũng là một cái sinh vật mà, nhưng mà có cái mình làm loài người, thành ra mình có một cái trí não để mình hiểu được thôi, hơn tí xíu thôi, nhưng mà nó thuộc về phẩm trong. Hai thứ này đua nhau lôi kéo tâm thức đi lên đi xuống. Như thế sáu cõi do chúng ta tạo nghiệp nhân, rồi tự chúng ta chịu quả báo. Sự nghiệp thánh hiền vô biên oai đức, nhưng đối với chúng ta là ngoại phận rất mong manh. Thấy chưa? Tu mà để trở thành thánh mà lắc đầu kêu mọi người nãy giờ đăng ký về chùa Hương Sen, về chùa Vui Tu á,
là phận ngoài, cho nên là đâu có thấy ai giơ tay đăng ký đâu. Hỏi nè, đấy, đó cho nên nó thuộc về phận ngoài, là nó hơi xa với mình, là nó hơi xa chồng, xa vợ, xa con, xa tivi, rồi xa xe hơi, xa nhiều quá, nó là phận ngoài. Thành ra mình ngại để dấn thân vào cái cuộc đời này. Phật nói rất là đúng, thấy chưa? Đấy, là hiện thực là vậy. Người xuất gia ít hơn người tại gia, là vì bí bác ngần ngại, chưa dám bước vào cái nẻo thánh hiện này, vì nó còn mới quá với mình. Trong khi mà làm chúng sanh thì nó quá gần với mình. Đấy, như vậy. Thích cái ô nhiễm, thích cái chăm sóc, thích nâng cái ngã lên thì nó quá gần với mình. Thế thành phận trong, bây giờ bỏ cái trong ra cái ngoài, mình chưa làm được. Đấy. Bên trong, trong mặt trận chống vô minh, chúng ta chịu ba cái tấn công, ba mặt. Một, phiền não tham sân si nó quấy rầy mình, tứ đại sanh tử luân hồi từ trong đánh ra. Số 2, thầy tà bạn ác sáo trần cám dỗ đồ on sale này kia cũng rất là nhiều. Gia đình xã hội ràng buộc hoàn cảnh từ ngoài đánh vào. Số 3, nghiệp lực sát đạo dâm vọng các tập khí si loạn lôi cuốn trí tuệ xuất thế gian. Càng có những quý thầy, càng có những quý sư cô, càng thiện hữu tri thức, đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, nhưng những giọt nước giúp sức cho nhau phải ở trong dòng Phật Pháp mới xuôi về biển rộng. Phải về Hương Sen, phải về chùa Chu Tu thì nó mới là xuôi về biển rộng. Dòng nghiệp lực còn được cung cấp bằng những khối nước bùn lầy tham sân si, gà cắn heo còn tiếp tục chảy. Tái sanh là kiếp quả, là kết quả tất nhiên của nghiệp lực. Luân hồi chỉ dừng khi chúng ta không còn tạo nghiệp. Quả khổ truyền theo nghiệp, nghiệp truyền theo tâm. Chỉ cần soi sáng tâm là khổ. Ra sư thấy là tóm gọn cái này, quý vị cần học thuộc lòng hết là cẩm nang của mình đấy. Tụ lâu lắm mới được những cái này, để mà không cần nhiều này, chỉ bốn mặt thôi, rất là cái tinh hoa đó. Vì thế ánh sáng giác ngộ của Tam Bảo là cứu tinh của muôn loài. Tam Bảo thường trụ thế gian là nhờ tăng ni kế tiếp truyền đăng chúng sanh nương Tam Bảo, Phật Pháp tâm thoát khổ tiến lên quả vị thánh hiền cho đến ngày thành Phật. Phải nghiên cứu bảy kỹ lưỡng ba vòng hoặc nghiệp khổ, tức là vòng 1, vòng 2 và vòng 3, tin chắc lý nhân quả, luân lý đạo đức nhà Phật căn bản để tránh ác làm lành. Tinh hành là chủ động nghiệp tái sanh mới có thể hoàn thành chí nguyện cho mình và người. Biết thân như đồ gốm, hộ thân như hành trì, dẹp ma với gương trí, hãy giữ gìn chiến thắng vượt ngoài mọi nhiễm ô. Bậc trí sát na gột trừ cấu uế như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ bụi đất ra khỏi chắc vàng ròng. Cũng thế, chúng ta phải thiết tha đổi thân sanh già bệnh chết thành thân giới tuệ mạng, thì chúng ta không làm tử thi bẩn mặt đất mà được khen lành thay sự sống có phẩm chất người. Ý là nếu mà mình tu á thì mình sẽ làm một cái phẩm chất có tu được, còn mình không có tu thì cái thân này mình là dơ đất mà thôi. Đức Phật Sa Mai Mộc mùng 8 tháng 12 chứng quả giải thoát do ngài thấy bốn vòng. Đấy, cái vòng này là do Đức Phật giác ngộ thấy đó nhé. Bốn vòng quanh xe luân hồi này, từ đó ngài dùng ánh sáng duyên khởi 12 nhân duyên làm đuốc soi đường mở cửa bồ đề cho thế gian. Mỗi người sáng tạo ra một cách để giúp ích cho xã hội, thì Đức Phật chúng ta giúp ích cho xã hội, giúp ích cho nhân loại bằng cái ánh sáng duyên khởi này, bằng ánh sáng giới định ván và tuệ. Không nhận thức được thật tướng của các pháp, không thấu đáo được chân tướng của chính mình là vô minh. Bà già vô minh ngự vẫn ngự trị cho tới bao giờ chúng ta mới chịu mở mắt theo ánh sáng giác ngộ của Như Lai.
12 vòng nhân duyên xoay tiếp, trong khi già bệnh vẫn ngậm vô minh, để rồi lại chuyển vòng đủ 12 vòng. Cứ thế xoay quanh mãi mãi thành một vòng tròn không có đầu đuôi, làm nhân làm quả lẫn nhau không cùng không tận. 12 nhân duyên tùy ý, đoạn được một cái nào thì tất cả cái khác tan tan rã. Và sáng sư nói và sáng sư hứa đó, chiều nay dạy với bác cầm búa để chặt một khoanh. Ở với bác chặt được một cái xiềng nào trong cái 12 cái dây xiềng nó vòng tròn, chặt một cái là nó sẽ đứt, nó đâu có continue nữa đâu, mà nó sanh con rồi nó lại tái sanh. Chặt một cái thôi là tầm hãy duyên đã đoạn thì không có cảnh phụ trợ. Tóm lại hai pháp có thể biết cần thông suốt, danh và sắc, tức là tâm và thân. Hai pháp có thể biết mà tận trừ là vô minh và bà già vô minh và ái nhiễm. Hai pháp có thể thực tập là giới, giữ giới và thiền định. Hai pháp có thể biết và chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ. Đây là con đường ra khỏi vòng lửa của bánh xe luân hồi tái sanh. Chúc tất cả quý vị Phật tử môn trêu thành công. Rồi nhé, mỗi người là bữa nay đủ thứ cẩm nang đó nha, muốn ra đó làm ơn học thuộc lòng sư nhé. Rồi bữa sau sư gặp lại, sư sẽ hỏi trả bài nhé. Vì trả bài mà thuộc rồi thì mới biết đường đi, chứ nó con biết rồi đường đi sao hay lắm. Trời, nghe nói có người chấm điểm cho 9 điểm rưỡi, 10 điểm gì đó. Nhưng mà nói sư nghe, khoan đã, để coi tờ giấy nó nằm ở đâu, không biết nằm ở tủ hay nằm ở vali, thì coi như là trội. Phải thuộc giống như sư hồi nhỏ đó, cái gì mà hay á là sư phải học, vì có nhớ thì mới thực hành, mà không nhớ thì sao thực hành đó nè. Cho nên quý bác mong về cầm ra tụng đọc cho nhớ để biết đường đi của mình. Vậy không, Đức Phật mình nó 49 ngày ngày ngộ có nhiêu đó đó. Dạ. Mà mình bây giờ mình có phước báo mình mới được, thành ra mình tận hưởng cái phước báo đó này hay gì đạo Phật. Nghe nói là ban mô Phật kính bạch ni sư, khi gần chết cái thần quyến đến đón thì được sanh làm người, vậy hóa ra những người như ông nội cố nội chưa đi tái sanh hay sao, hay đó là ảo giác của người chết? Câu thứ hai, con được biết trong sáu cõi đời chỉ có cõi trời Đông Xuất là suốt ngày được nghe giáo pháp và ở đó tu tập để thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Vậy trong kiếp sống hiện tại cần làm những thiện nghiệp gì đặc biệt để được về cõi trời Đông Xuất mà ở cõi trời khác như Tứ Thiên Vương đau lợi nhé. Xin cảm ơn. Thân quyến đến đón thì được sanh làm người. Thiệt sự không phải là thân quyến đến đón là cái đó là cái yếu tố quyết định mình được sanh làm người đâu, không phải cái đó. Tuy nhiên nó cũng là một cái nhân tố về sanh làm người, cho nên có những người thân. Nhưng mà yếu tố để quyết định mình được tái sanh làm người là yếu tố năm giới. Yếu tố mình phát nguyện, chứ không phải là cứ thấy bà nội, ông nội hiện lên là mình biết làm người, không có như vậy. Còn ông bà nội mà chưa đi tái sanh hay không tái sanh, trợ sư cũng không biết cái chuyện này nữa. Thì thôi, nhiều khi trong tạm thức của mình hiện lên hay là ông bà ngoại hiện, thì chuyện đó đối với sư cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là quý bác giữ cái tâm cho chánh niệm, quan trọng là giữ giới cho thanh tịnh, quan trọng những cái đó thì tự nhiên mình có những cái quả. Còn những cái hiện tướng hay cái hình diện chút mà nó biến đi, không có quan tâm lắm. Ok. Rồi, sáu cõi trời Đông Xuất là được nghe pháp. Không có cái nghiệp gì đặc biệt không? Cái nghiệp đặc biệt để lên cõi trời Đông Xuất là quý bác phải giữ thập thiện cho trong sáng. Quý bác phải có bố thí cúng dường, quý bác phải có ngồi thiền và có cái nguyện học theo hành của Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là có cái hạnh gì? Lá Vinh Tu Đa là hạnh gì? Quán Hỷ. Mà cái bụng ngài thiệt bự là cái hạnh gì?
buông xả. Ai nói cái gì dù là chạm tự ái mình nhưng vẫn buông xả không chấp, vẫn đập chỉ vẫn, vẫn cười. Tập cái từ bi hỷ xả, phát giữ năm mười giới, ngồi thiền bố thí phát nguyện cho con mai mốt làm con cháu của Phật Di Lặc nha. Cho con lên cõi trời đâu xuất nội cung, nội đâu xuất rồi đó, để con gặp các vị. Vì trên cõi trời chỉ có mình đâu xuất mới có Phật pháp thôi, còn các cõi trời khác là mê mẩn hết, lo chơi lo hưởng thụ thôi, mà chỉ có đâu xuất. Thì quý vị nào muốn hướng muốn nguyện về đâu xuất để gặp rồi tu tiếp cũng được, nhưng mà xin thấy thôi chắc ăn nhất là làm người đi, rồi giữ giới định tuệ, giới định tuệ rồi tu tịnh độ hay là thiền hay thiền tông thì giải thoát thẳng một cái đế đích luôn rồi đi, đừng có tới cái sở hóa thành đó làm chi. Đấy, giống như sư á, là cụ thể đó, sư giữ giới định tuệ, sư đi hai đường cho nó chắc ăn. Đường thứ nhất tấm y này 348 giới giữ văn nghiêm, đừng có 300 giới, đừng có 311 giới rưỡi, mà 348 giới cho tinh nghiêm thì là một cái thoát dòng sát sanh tử. Cái thứ hai sư làm cái nữa cho chắc ăn là niệm Phật cầu giảng sanh đế nghiệp, giảng giảng sanh, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng đeo sâu chuỗi này, làm cái gì xây tượng Phật, giúp quý bác xây tượng Phật dược sư, in kinh Hán Tống, tới Canada giảng, hồi hướng tất cả công đức này cho con về cớt Cực Lạc. Thế thì sư có hai cái bánh xe để đi đấy nhé. Còn bây giờ quý bác có thể đi bánh xe thứ hai là tịnh độ. Bánh xe thứ nhất giới thanh văn là giới xuất gia tỳ kheo, thì quý bác giữ cái giới trọn vẹn, cái giới mà người có tóc giữ được, năm giới, mười giới, tám giới là Bồ Tát, tám giới, song song với đó quý bác đi thẳng đó cho nên chắc ăn khỏi đi vòng vòng. Đó là cái đề nghị của sư giới dễ được. Cõi tịnh độ ở đâu trong sáu cõi? Mô Phật, tịnh độ ra khỏi sáu cõi này rồi, sáu cõi này còn trong lửa, tịnh độ không có coi lửa, do đó cho nên nhóm chúng ta hướng về đó. Dạ mô Phật, kính bạch ni sư, con được biết ni sư đã du học bằng tiến sĩ Phật học 10 năm ở Ấn Độ, con xin hỏi điều gì ở người dân Ấn Độ mà ni sư thích nhất? Thứ hai, Ấn Độ là nơi có bốn thành tích ghi lại quá trình sinh ra, tu tập và thành đạo của Đức Phật. Người dân Ấn Độ theo Phật giáo và thấm nhuần tư tưởng Phật học, thế thì vì sao tỷ lệ tội phạm hiếp dâm tại Ấn Độ lại đứng đầu thế giới? Người dân Ấn Độ không sợ nhân quả hay sao? Con cảm ơn ni sư. Thì sư cũng thỉnh thoảng trong nhà cái Ấn Độ là nổi tiếng về cái nạn hiếp dâm mà 2 tháng tuổi cũng bị, 8 tháng tuổi cũng bị, mà 2 tuổi cũng bị, cho nên bây giờ Ấn Độ ra cái tử hình rồi. Ngày xưa không có tử hình mà bây giờ loạn nó tử hình rồi, mà nhất là ác, nhất là những cái cô sinh viên mà bị hiếp dâm tập thể, đã hiếp dâm rồi còn hủy hoại cái con người của người ta, không biết có địa ngục nào mà nói cho bằng. Nhưng mà dân Ấn Độ cái gì mà sư thích nhất, nói chứ mình cũng không thể vơ đũa cả nắm, mình không thể nào là thấy có vài tội phạm đó mà nói rằng là cả người của họ là như vậy. Quý bác nên biết một sự thật nhé. Đọc cái cuốn sách của sư Dĩ Hương, sư không có đem về đây. Cuốn sách Vườn Nai Chiết Nôi Phật Giáo. Tức là sư viết một cuốn vậy. Lọc nguyễn quý bác biết nơi mà Đức Phật giảng pháp, giảng bài tứ đế đầu tiên đấy. Nơi mà Đức Phật thành lập tăng đoàn đầu tiên, năm anh em của Kiều Trân. Tự như nghe đi nhé, Ấn Độ mà đặc biệt là Lọc Nguyễn, chỗ Lọc Nguyễn đó là nơi mà thế đời của Phật, biết bao nhiêu bích chi Phật đã giác ngộ tại cái mảnh đất đó. Kiếp vừa rồi cũng biết bao nhiêu bậc thánh giác ngộ tại đó. Trước đó coi ở trong sử là kiếp nào cũng có bậc thánh giác ngộ bích chi Phật và độc giác ngộ và đi khắp thực tại Lọc Nguyễn. Như vậy Lọc Nguyễn có phải là đất thánh không? Đất thánh
Rồi bây giờ nghe đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cái cây Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cái tòa Kim Cang mà Đức Phật ngồi thiền giác giác ngộ, nghe nhé. Cái chỗ cái tòa Kim Cang mà Đức Phật ngồi thiền giác ngộ, biết những cái này phải đọc qua cái cuốn Ban Mai Sứ Ấn Ba Tập của Sư Dĩ Hương. Sư viết giống như Tây Du Ký Ấn Độ vậy đó, mà Sư Dĩ Hương là Đường Tam Tạng Dĩ Hương đấy. Thấy chưa? Cho nên cô nghiên cứu cổ tiếp lắm. Vì sao kỳ này sư không đem qua? Không đem qua lý do vé máy bay của sư là bay ngày 13, mà hàng đường biển mà in kinh sách thì ngày 22 mới đến, giờ này cũng chưa có đến nữa. Thành ra kỳ này không có cuốn đó. Cuốn đó viết lâu rồi, nhưng mà nó là một cái lịch sử của Ấn Độ. Thì viết cái cuốn đó nói về cái tòa Kim Cang, nghe này nhé. Chỗ mà Kim Cang mà nơi Đức Phật ngồi thiền giác ngộ, chỗ đó là cái rốn của vũ trụ, cái rốn của trái đất, cái trung tâm của trái đất, tức là nơi đó bậc thánh ngồi giác ngộ không. Cho nên mình đừng vì mấy cái vụ hiếp dâm này, nơi nào khổ, nơi nào có tệ nạn nhất, nơi nào có đau khổ nhất thì bậc thánh mới chịu về đó. Chứ môn treo này thì chỉ có sư với hương về thôi. Đấy. Còn bậc thánh á, khổ thì mới cần chứ, hiếp dâm nhiều thì bậc thánh mới tới đó chứ, phải không nè? Cho nên mình phải biết là các bậc thánh á, là chỗ khổ mới về, còn sư với hương là lựa chỗ nào có máy lạnh máy nóng rồi, có xe hơi đưa rước rồi, đi ăn nhà hàng đã đại khái nha. Cho nên mình đừng nghĩ như vậy là Ấn Độ là tệ. Ấn Độ theo như trong sử, sử Veda, sử Hindu, sử Bà La Môn, sử Phật giáo, Ấn Độ là một nơi trên trái đất này bậc thánh xuất hiện. Đấy, dù tệ nạn là vì sao? Vì kiếp đời giảm, cho nên điều thiện giảm, điều ác lên. Nhưng mà ác lên thì mình học kinh Di Lặc mình biết rồi, ác lên tuổi thọ giảm giảm rồi sau đó nó biết tu tu rồi từ từ bậc thánh lại xuất hiện. Mà Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà cái rốt trung tâm của trái đất này mà bình yên mà duy trì lâu là từ cái rốn đó đấy. Giống như con người của mình, cái lỗ rốn là gì, là trung tâm chứ không phải cái bộ não đâu. Mình đẻ mẹ mình sanh ra là cái này của mình, nó dính với cái nhau bà mẹ. Mình thở được, mình sống được là nhờ mình nương cái rốn này, cái hơi thở máu huyết của bà mẹ truyền qua chó cho mình. Cho nên cái rốn này nó lại là cái quý bác bữa nào thử, bữa nào mà lỡ mà ngoại ngoại trong đó mà nó đau bụng dữ lắm là vì nó là cái rốn, nó là cái trung tâm của toàn người. Cũng như vậy, trái đất mà được duy trì được tốt là vì chỗ Bồ Đề Đạo Tràng kêu bằng Bốt Ga Da. Đặc biệt chỗ cái tòa Kim Cương là nhiều sử nói rằng là nơi đó bậc thánh giác ngộ. Còn Lộc Quỷ mà nãy sư nói là bậc thánh đi khắp thực, bậc thánh chứng quả Bích Chi Phật và độc giác giác Phật. Mà một lần như vậy là cả 500 vị, cả 500 vị. Như vậy chúng ta thấy là đất các thánh. Người dân Ấn Độ thấm nhìn tư tưởng Phật, thiệt sự rằng là Ấn Độ dù là nơi Phật ra đời nhưng mà đa phần của họ là đạo hết, Hindu. Okay. Tuy nhiên ở đó nó ra rất là nhiều đạo, mà trong thời của Phật đó là có tới nhiêu 99 ngoại đạo. Ngoại đạo này mình đừng có nghĩ ngoại đạo có nghĩa là xấu xa. Ngoại đạo nếu mình là hàng Phật giáo thì ngoại đạo là những cái giáo mà khác mình, đơn giản là như vậy. Chứ phải ở nước ngoại đạo nó ghê lắm, ngoại đạo không phải. Ngoại đạo có nghĩa mình là đạo Phật là chính đạo, còn ai mà khác mình thì người đó là ngoại đạo, họ khác mình. Thời của Phật có 62 ngoại đạo, có kinh nói thời của Phật có 99 ngoại đạo, còn bây giờ không biết bao nhiêu. Cho nên càng nhiều ngoại đạo, càng nhiều tôn giáo khác thì đạo Phật có cái giá trị. Nhất định như khi đạo Phật ra đời, ngài đem được cái lý bình đẳng nam nữ bằng nhau, ngài đem được cái chuyện người nghèo người cu ly tướng cướp này kia cũng được vô chùa xuất gia. Ngài đem nhiệm, ngài gọi là nhà cải cách xã hội là vì ngài. Rồi ngài còn nói là nước mắt ai cũng mặn hết, máu ai cũng đỏ hết, sao lại phân
phân chia giai cấp, có người cao người thấp, cho nên Ngài là nhà cải cách xã hội. Tuy nhiên bây giờ Phật giáo và Hindu mạnh là vì cuộc đời là nó có thâm trầm lớn lên xuống, Phật giáo cũng có một cái giai đoạn rồi biến mất, thì nó đang trong cái quá trình transformation, tức là đang trong quá trình chuyển biến, phải chấp nhận chuyện này thôi, chứ không phải đạo Phật của mình mà Ấn Độ là nơi Phật sanh thì phải Phật giáo là quốc giáo không đó. Có những cái thời ngày xưa Phật giáo là quốc giáo như thời vua A Dục, nếu vị vua đó là vị vua Phật giáo thì Phật giáo sẽ thành quốc giáo, nhưng mà vua là nơi mà nhiều người tranh giành lẫn nhau để cướp ngôi. Ở Hồi giáo nó lên thì nó đốt hết cái thành Na La Đà, nó đốt hết kinh sách của Phật, nó bắt người tu về hoàng tục vì nó là Hồi giáo. Còn Thiên Chúa giáo nó lên thì nó cũng bắt hết. Rồi Hindu giáo thì nó hiền hơn, nó để yên mạnh ai nấy tu. Cho nên cuộc đời là thâm trầm hơn thịnh, cho nên cái đó là cái bình thường của cuộc đời. Vì Phật giáo có lúc nó sẽ mình được nửa thời gian rồi đó, nó đang đi đến để biến rồi đến là giáo pháp của Đức Phật. Vì là chúng ta chấp nhận nó như một chấp nhận hiện thực, hiện hữu của cuộc đời. Người gian ăn không sợ nhân quả hay sao? Trời ơi, thiệt sự á, ma dục mà nó lên rồi á, ma dục á, cái nhục dục mà nó lên rồi á, thì nó đâu có nhớ gì nhân quả nữa đâu. Cho nên tù, nhà tù rất là nhiều. Nhà tù Sư Dĩ Hương Tận, quý vị bộ sách đó, bộ nó không biết nhân quả, mình mà hỏi nó là nó nói dài còn hơn Sư Dĩ Hương nói từ bữa qua tới giờ nữa đó. Nói hay lắm. Lý thuyết là một chuyện, nhưng mà khi nhục con ma dục nó mà lên rồi á, là nó che sẵn vậy. Nói cho quý bạn biết nha, nó có một cái loài ma này chuyên kích thích cái người nam và người nữ dấn thân với chuyện dục. Khi nam nữ giao hợp nhau bao giờ cũng có mấy con ma đó, nó có bên để nó liếm những cái tinh như đó, và nó thúc đẩy người nam người nữ đó. Mà ai mà có con mắt sensitive sẽ thấy những cái loại ma đó. Loại ma này chỉ thích cái chuyện này và đẩy cái chuyện này, người ta chính nó đẩy người ta đến thành 10. Đấy, loại ma mà kêu là vì vốn lúc nó còn sống nó thích cái chuyện này, cho nên khi chết kêu nó về tịnh độ, thôi đâu có biết tịnh độ là cái gì đâu, thì thôi để đi tìm mấy cái người này để nó observe, tức là nó nhìn những cái hoang lạc của hai người này và nó cảm thấy nó cũng được hoang lạc giống như vậy đó nè. Đấy, như vậy đó. Cho nên nó biết nhân quả, chứ sư vô nhà tù là nói chuyện với họ hay lắm, nhưng mà hỏi sao cũng nó lúc đó như nó mê rồi, họ hay đủ thừa là ma nhập rồi, thì giống như là ma nhập rồi cho nên chú mới loạn luân với cháu, họ đủ thừa ma nhập. Nhưng mà thiệt sự đây là họ biết nhân quả giỏi chứ, nhưng mà đó không làm chủ được mình, gọi là không làm chủ được tâm. Thì cho nên bây giờ Ấn Độ mới là ra cái trừng trị rất là nặng là tử hình. Dạ mô Phật, kính bạch Thế Sư, con mong ước cái sao được tái sanh là một vị tăng. Con ước là một vị tăng sướng hơn ni. Trẻ tuổi mà có đầy đủ những phẩm chất như Ni Sư, thấm nhuần Phật Pháp, có khả năng truyền bá giáo Pháp qua việc hoàn Pháp, dịch kinh điển, viết sách, làm thơ, phổ nhạc, vân vân. Con muốn hỏi như vậy, kiếp này con phải làm gì, chuẩn bị gì để gieo những chủng tử như Ni Sư đang có và môn Phật? Rồi, vỗ tay cho câu hỏi này nè. Cổ mong làm tăng thì sướng hơn đi, thì đúng rồi, tại vì mình á, mình có là ở Việt Canada hay Việt Mỹ đi nữa thì mình cũng có cái gốc là người châu Á. Mà châu Á thì lúc nào dĩ nhiên cũng trọng nam kinh, cái nữ Mỹ thì là first, lấy đi first. Nhưng mà thiệt sự mình nhìn cái vai trò trong xã hội, những cái chức vụ cao là hầu như lâu lâu mới lọt vô một người nữ thôi. Trong chùa cũng vậy, đa phần là Phật tử nữ nhiều, nhưng mà tâm lý là Phật tử cũng thích ủng hộ quý thầy và thích vì quý thầy có khả năng mạnh mẽ hơn là cái người nữ. Người nữ mà nhiều người cũng giỏi lắm, nhưng mà tánh tình khiêm cung với tánh muốn ẩn danh, muốn
nhiều giỏi lắm chứ mà tại quý bác không có đi ngõ ngách để biết, chứ còn sư với Hương Trị nhiệt tình lắm, biết cái gì là bày ra liền, biết một cái gì là xô ra liền. Nhưng mà sư biết là tâm sư không có kiêu mạn, chỉ biết có cái nhiệt tình thôi. Chứ thật sự trên đây có nhiều cô ni rất là giỏi. Muốn làm tăng thì không cần phải đi qua Thái Lan để chuyển cái giới đó để thành người nam, không cần phải như vậy. Muốn làm tăng là chúng ta chỉ đổi cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta phải cao thượng lên, chúng ta phải dấn thân vô. Đó như sư đó ai cũng nói chứ, sư một mình mà sư cũng dấn thân vô nhà tù, ngồi với mấy ông Mỹ to to giảng pháp, tức là dấn thân vô. Khi mình có cái tâm dấn thân như vậy thì mình đâu phải là nữ, mình đâu phải là ni. Thì bây giờ quý vị cũng vậy, cứ làm những cái chuyện trượng phu, cứ đừng có so đo, cứ làm những việc gì quý thầy có thể làm được thì mình làm được, vì người, vì lợi ích cho người khác thì chúng ta làm. Thì lúc đó chúng ta đã là tăng rồi, chúng ta đã là nam rồi, đâu cần phải chuyển căn, vì chuyển căn nó chỉ là cái thân đất nước gió, gió lửa. Tư tưởng chúng ta trượng phu, nhiều người thương người nữ, cho nên thay vì nguyện làm tăng thì họ nguyện làm ni. Lý do làm ni để mở chùa ni, để cho cái bác Phật tử nữ về để khuyến, để hướng dẫn những cái vị đó cho họ đỡ khổ, chứ mình lo mình chạy trước, mình sợ ni mình chạy trước thì còn những vị nữ sao, phải không nè? Cho nên khi chúng ta phát nguyện cái tư tưởng đó thì chúng ta đã là tăng rồi, là trượng phu rồi. Còn làm sao mà có đầy đủ phẩm chất như cô này kia vân vân, kiếp này làm gì để chuẩn bị gieo những chủng tử như sư với Hương vân vân, thì rằng là sư nói là vẫn còn kịp. Ngay cả 70 tuổi như quý bác ngồi ở đây 80 tuổi, sư nói vẫn còn kịp. Lý do trong tăng đoàn của Đức Phật đó, có những vị trẻ tuổi tu từ đầu chân xuất gia tu lâu nhưng chưa giác ngộ, còn có những vị 70 tuổi 80 tuổi nhưng mà vô tu là vì biết mình già rồi cho nên tu gấp rút, biết mình già và biết cả cuộc đời ở bên ngoài ê chề thăng sầm lên xuống chả có cái gì là vui hết. Cho nên khi quý bác vô chùa một ngày là quý bác toàn tâm tụng kinh, toàn tâm thiền định, toàn tâm học kinh, như vậy mà lại giác ngộ. Cho nên đừng vì cái lý do tuổi tác già trẻ mà cản cái bước đường xuất gia của mình, cũng như đừng nghĩ mình già rồi 40 tuổi 50 tuổi rồi học gì vô, không có đâu. Cứ học đi, cứ đừng mất thời gian vô mấy cái phân qua phân lại kia, vô thẳng kinh điển học thẳng, được cái gì hay cái đó, ngày ngày qua xương từ từ nó thấm, tự nhiên một ngày nào đó mình có cái nguyện phục vụ là nó được rồi. Cho nên sư nghĩ rằng là nếu vị nào đã phát tâm cái chuyện học giảng pháp như thế này vẫn còn kịp xuất gia học đạo, kia học mỗi ngày, sẽ có một ngày việc nào thành tựu, đừng đợi kiếp sau, bởi vì tomorrow never come, tức là đừng đợi ngày mai, vì ngày mai không biết có đến hay không, lúc đó làm cái gì ai biết được. Cho nên đã phát cái ý này, làm liền, đẩy việc khác qua một bên theo cái ý hướng của mình, và cái lợi ích nó sẽ đến, mình không bao giờ tưởng được cái lợi ích đến. Giống như sư nói, bỏ cái lợi ích nhỏ mà mình được cái lợi ích lớn, mà cái lớn đó mình không bao giờ giờ ngờ. Hy sinh những cái tình cảm nhỏ, hy sinh những cái vật chất nhỏ, hy sinh vì mọi người, thì cái lợi ích này rất là lớn. Chúc tất cả quý bác mạnh mẽ lên như vậy, không có trễ ha. Rồi. Dạ mô Phật, kính bạch ni sư, con có câu hỏi như sau. Thầy Thanh Từ, sư Ôn Thanh Từ có giảng rằng tu pháp môn nào thì chỉ theo một pháp môn mà thôi. Vừa tu thiền vừa tu tịnh độ thì giống như đặt hai bàn chân lên hai chiếc bè sẽ chẳng đi tới đâu. Thầy Thích Chí Siêu lại nói rằng vừa thiền vừa niệm Phật như chiếc thuyền có hai mái càng mạnh nên sẽ chạy càng nhanh. Hòa thượng Tịnh Không thì giảng thiền tịnh song tu như hổ một sừng rất mạnh mẽ nên tiến xa trên con đường tâm linh. Xin ni sư cho con được ý kiến của ni sư, chúng con cảm ơn mô Phật.
Sơ phong thủy là cái câu của Hòa Thượng nói là vừa tu thiền vừa tu tịnh độ giống như hai bàn chân trên hai chiếc bè. Sư đồng ý với cái câu Ngài Trí Siêu vừa thiền vừa niệm Phật thì mạnh, Hòa Thượng tịnh không thiền tịnh song tu thì khổ một sừng, giống như sư bà Hải Triệu Âm là cũng thiền tịnh song tu. Giống như sư giải thích hồi sáng, khi quý bác ngồi đây mà nghe Pháp hồi nãy giờ, cặp đầu vỗ tay tức quý bác hiểu sư Dư Hương nói, và khi hiểu gì sư Dư Hương nói tức là quý bác có một cái tập trung, và tập trung đó tức là thiền. Thiền có nghĩa là gì? Là chúng ta tác ý vô cái việc đó, không loạn vào việc khác. Cho nên rằng là nói niệm Phật nhưng mà trong đó cũng có thiền, và niệm Phật đến một thời gian nào đó đến là sanh vô vô niệm. Phải không? Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, đến một lúc nào đó vô niệm, tức là không tác ý niệm mà tự nhiên vẫn nghe câu niệm Phật thôi ấy hiện lên, gọi là lúc đó đến vô vô niệm. Thì lúc đó cận tử nghiệp, không cần mấy trợ niệm, mấy cái gì kia mà tự nhiên trong tạng thức của mình nó tự nhiên nó vô niệm hiện lên, thì lúc đó cũng là thiền, cũng là định, cũng là tác tầm muội. Cho nên là sư nghĩ rằng là thiền trong cái gì nó cũng phải có định hết trơn. Bác sĩ giải phẫu cũng phải tập trung thì mới giải phẫu, không có bỏ lột cái kéo, cái dao, cái cu nhích này trong ruột gan người ta. Làm cái gì cũng phải có cái đó hết á. Cho nên là thiệt sự là những cái này nó hổ tương lắm, lẫn nhau. Còn Hòa Thượng Thanh Từ mà nói cái câu kia thì sư không có hiểu ha. Rồi, tiếp. Ý Hòa Thượng nói là được chạy qua chạy lại năm xăm thôi, không phải là nói ra chỉ có thiền không có tình. Nhà môn Phật, thưa Ni Sư Giác Hương, có hết sức khâm phục và 8 tháng gia tài đồ sộ mà Ni Sư đã cống hiến cho Đạo Phật với tụ sách Bảo Anh Lạc với gần 30 cuốn sách đủ loại chủ đề. Có cả sách do Ni Sư viết và dịch từ tiếng Anh cùng rất nhiều bài thơ và đĩa nhạc về Phật giáo. Con có đọc một số sách của Ni Sư, Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Kinh La Hàm vào Luân Hồi, vân vân, thì thấy Ni Sư vô cùng lào thông kinh sách. Khi đi giảng, Ni Sư cũng thao thao bất tuyệt. Lúc trả lời câu hỏi của Phật tử khiến con hết sức ngưỡng mộ. Câu hỏi của con xin thưa, với tuổi đời mới ngoài 50 mà Ni Sư đã có nhiều khả năng viết kinh sách cả tiếng Việt Nam và English, dịch kinh sách, giảng giải kinh sách, trả lời thắc mắc về kinh sách, thì các khả năng này là do kiến thức Ni Sư tích góp được trong suốt 40 năm hạ tạc, 10 năm tu học tại Ấn Độ, đặt văn bằng tiến sĩ Phật học, hay là do Ni Sư đắc tu mà phát sinh biện tài vô ngại và môn Phật? Đắc tu mà biện tài vô ngại thì bây giờ sư cũng không biết sao nói. Sư chỉ biết có một cái là sư rất là thích lời dạy của Phật. Hồi nãy sư nói thuyền diệt phi thực thì sư là kinh duyệt phi thực, tức là đọc một cuốn kinh là sư rất là thích, và khi thích rồi là sư không có cho qua. Quý bác đọc một cuốn kinh quý bác cho qua, chứ sư đọc một cuốn kinh sư thích là sư sẽ viết ra, mà viết ra cái ngắn ngắn mà viết ra thì phải san sẻ. Thói quen của sư từ hồi nhỏ, lúc mà khổ ăn một cái bánh tiêu mà cái giấy mà gói bánh tiêu mà sư lướt mà sư thấy có lời hay ý đẹp là sư cũng lựa cái bánh tiêu, cái giấy bánh tiêu mà nó có dính dầu trong đó sư cũng bỏ vô cái bóp của sư. Cái bóp, chúng ta có cái bóp đựng tiền đô la Mỹ hay là tiền giấy, nhưng mà chúng ta cũng có cái bóp để đựng tiền sen. Từ nhỏ sư với Hương có cái thói quen là lượm cái gì mà thấy lời hay ý đẹp là sư bỏ trong cái bóp của sư. Mà như vậy, tức là từ nhỏ sư đã có cái ý rất là trân trọng những lời hay ý đẹp, vì sư nghĩ là những cái đó nó make a step, tức là làm cho mình một cái khuôn mẫu thánh, thánh hiền. Thì chắc cái đó từ cái nhân đó, thích những câu thánh hiền để tạo cho mình có cái nếp sống thánh hiền, rồi chia sẻ cái nếp sống thánh hiền đó cho mọi người. Đơn giản là như vậy. Vậy thôi. Dạ, như là Phật. Con đệ tử của Ni Sư Phong Thưa,
thì giảng với sư ở chùa. Trời ơi, mở vô phòng á, mình dọn dẹp ở trong đó toàn là sách không, bước qua bước lại toàn sách không, không có cái chỗ. Còn không thôi á, là ni sư á, tụi con á, là phải theo cái giới á, là phải ngủ sau thầy. Lần này á, thầy thức tới 1-2 giờ sáng thì tự thức đâu nổi. Có khi á, thầy thấy thích cái gì, đọc được cái cuốn sách này á, có khi thức tới sáng luôn. Nhưng mà 5 giờ sáng là vẫn dậy, nó ngồi lắng nghe đệ tử tụng kinh. Người nào bỏ mà học tụng là biết liền, không có la hỏi, sáng nay sao con không đi tụng. Dạ, yeah. Một bạch. Dạ, mô Phật. Kính bạch ni sư, tính con rất thích trao đổi và chia sẻ những gì mình hiểu biết về Phật Pháp với các bạn đồng tu, nhưng có người bảo rằng đừng lý luận nữa, lo thực hành đi. Lục tổ Hoài Năng không biết đọc mà vẫn đắc đạo, đọc nhiều mà làm gì? Bà già quê không đi học, cả đời chỉ niệm A Di Đà Phật mà được vãng sanh. Nói chung ai cũng khuyên con là đừng đọc sách về Phật Pháp nữa, biết vậy đủ quá rồi. Nhưng đây là niềm đam mê của con vẫn cố gắng mỗi ngày có thời khóa ngồi thiền và niệm Phật, tuy chưa nhiều. Nhưng nếu bắt ngừng không đọc sách về Phật Pháp, nghe băng giảng Phật Pháp suốt ngày, chỉ tinh tấn ngồi thiền hay niệm Phật thì con không làm được. Mà con biết nếu không quyết tâm nghiêm mật thực hành thì kiếp này sẽ không có hy vọng được vãng sanh. Như vậy con phải làm sao? Có nên ngưng không tìm hiểu đọc sách nghe giảng về Phật Pháp hay không? Xin ni sư cho con được lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Sư nghĩ rằng là nếu mà cái vị này chưa muốn dừng, vẫn muốn đọc sách, vẫn muốn nghiên cứu nữa thì vẫn cứ làm giống như sư với được. Phải không anh? Là về cái chuyện dừng hay không dừng phải là mình, chứ không thể người khác bắt được. Người khác nói thôi chị dẹp đi, chị vô ngồi thiền đi, nhưng mà tâm tôi vẫn muốn đọc cái cuốn sách này hay, vẫn muốn, mà sách hay thì cũng là khuôn vàng nét ngọc của chư thánh chư Phật, chứ đâu có phải đọc cuốn sách để chén giết hay là để tham sân si hay tạo cái gì cũng vâng. Cho nên đây là một việc, cũng là việc nên làm, trừ khi nào vị đó cảm thấy đọc rồi đủ khả năng hiểu rồi và không muốn đọc nữa thì tự mình nhận vận, mình buông thì mình mới chịu ngồi, chứ không thể ép được. Vì mình buông thì mình mới chịu ngồi, mà mình chưa muốn buông thì có bắt ngồi thì mình cũng giống như con khỉ ngó tới ngó lui. Tuy nhiên con khỉ này nó thuần hơn, nó biết lấy kinh sách Phật đọc còn hơn là nó đi phá phách ngửi người khác. Cho nên việc này cứ để, nếu mà còn muốn học thì cứ học, lúc nào rảnh thì niệm Phật, chứ không bắt buộc là phải buông hết tất cả để niệm Phật. Sư bà Hải Triều Hâm hay lắm. Sư bà nói học vẫn học, tụng kinh vẫn tụng kinh, nhưng mà thay vì không có thời gian để mà ngồi thiền nhiều hay cầu nguyện cho ai nhiều thì lúc với tụi con quét xăng, rửa chén, lấy cái thời gian đó hướng cho cái việc đó. Đó, tức là ý Ngài vẫn nói là mình vẫn làm tất cả các việc vì mình thấy những việc đó cần phải làm. Lúc nào mình thấy đủ rồi thì lúc đó chúng ta hãy nhập thất, chúng ta hãy buông. Còn bây giờ mình còn khát khao học, học kinh, học điển, mở mang trí tuệ, mở mang thêm cái trí tuệ phân giải sai, đúng hay sai, thì việc đó sư với luôn vẫn khuyến khích hay như là vậy. Vậy là hết rồi, cho một tràng phá tay. Như vậy là chúng ta cũng hết tất cả câu hỏi. Mình rồi mời bác. Xin hỏi một câu cuối cùng. Dạ. Vậy là bài tuyên cương là không có liên hồi. Nếu mà không có liên hồi thì ai sẽ mang kinh nghiệm? Nếu mà qua là cho mình một để tìm hiểu. Bác nói gì lại, xin chưa nghe rõ. Dạ, bài tuyên cương là không có liên hồi. Phật chưa có linh hồn. À, không có linh hồn. Dạ, rồi. Không có linh hồn. Dạ. Thì ai sẽ mang kinh nghiệm của mình qua kiếp sau? À, hồi nãy sư với Hương nói rồi, cái ngũ uẩn, tức là cái danh sách. Nhưng mà ở bên Thiên Chúa hay những người khác, họ dùng là có cái linh hồn vĩnh cửu.
tức là linh hồn của chú A thì vẫn là linh hồn của chú A qua tiếp linh hồn này qua tiếp linh hồn này, thì đạo Phật không chủ trương là linh hồn, mà đạo Phật chủ trương là danh vá và sắc, tức là cái ngũ uẩn này đến cái ngũ uẩn khác, đến cái ngũ uẩn khác, chứ không phải là linh hồn. Có nhiều sách giảng về cái này lắm, bác nghiên cứu thêm những cái này nha. Không chủ trương linh hồn, nhưng mà chủ trương là có cái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn đó thì nó sanh diệt, nó tùy duyên, và nó có tâm và sắc, danh và sắc. Rồi, cảm ơn bác rất nhiều. Rồi, chúng ta sẽ còn một tiết mục cuối cùng là hát tập thể. Và đại chúng có ai muốn hát thì để cho thay đổi không khí trước khi mình hát tập thể, thì hát có ai hát không con?